Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 155. Người đã đến đông đủ, thức ăn cũng được mang lên. Hồ lão thái thái mỉm cười kéo Vạn Quy Nhân vào vị trí chủ tọa, cảm tạ chư vị có thể bỏ chút thời gian đến đây tham dự buổi tiệc. Lão thái thái ta thật sự cảm thấy rất ngại, cho nên, mọi người cứ tự nhiên, không cần câu nệ. Hạ Thiên tuyệt không khách sáo, bắt đầu ăn cơm. Những người khác thấy vậy, không khỏi tỏ thái độ ghét bỏ, trong lòng suy nghĩ không biết tên nhà quê này ở đâu ra, tám đời chưa ăn cơm sao. Chủ nhân còn đang nói chuyện, hắn đã bắt đầu ăn, không biết phép lịch sự gì cả. A Cửu cũng cảm thấy ngại, nhưng nàng cũng không có ý định ngăn cản Hạ Thiên, bởi vì có ngăn cũng vô dụng, cũng không cần thiết phải ngăn. Này, tiểu tử ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao? Một lão thân sĩ ngồi bên cạnh Hạ Thiên nhìn không được gõ bàn nhắc nhở một câu. Hạ Thiên vừa ăn vừa đáp, đương nhiên không phải rồi, nhưng nếu ngươi không ăn, rất nhanh ngươi cũng sẽ đi đầu thai đấy. Lão thân sĩ nghe xong, giận tím mặt, quát lạnh, ngươi nói vậy là có ý gì? Ta chọc ngươi sao, há miệng liền mắng, ngươi có tố chất hay không vậy? Ta không có tố chất thì thế nào? Hạ Thiên tỏ ra đương nhiên, ngươi có tố chất, vậy ta chúc ngươi chết muộn một chút. Ngươi, lão thân sĩ tức đến mức thiếu chút nữa thổ huyết, nói không lại Hạ Thiên, đành phải quay đầu đi, biểu hiện ta lười so đo với ngươi. Hạ Thiên cảm thấy lạ. Vội hỏi A Cửu, lão đầu nhi này sao lại giận rồi? Ta rõ ràng nói đúng mà, chết muộn một chút không tốt sao? Đúng, ngươi nói đúng, ngươi nói nhiều thêm một chút nữa đi. A Cửu tức giận trừng mắt, tốt nhất gặp người thì nói, ngươi nhất định sẽ kết giao được với rất nhiều bạn mới. Hạ Thiên lắc đầu, ta chẳng hứng thú kết giao bạn mới gì cả. Nơi này chẳng ai có tư cách làm bạn với ta. Tiểu tử, ngươi đúng là ngông cuồng. Lão thân sĩ kia một lần nữa nhìn không được, liền nói với Hạ Thiên, người có biết người dự tiệc hôm nay có thân phận gì không mà dám nói như thế? Ta mặc kệ người dự tiệc hôm nay có thân phận gì, cũng không có tư cách làm bạn của ta. Hạ Thiên lười biếng đáp. Lão thân sĩ chừng Hạ Thiên, hơi cười nhạo, lão phu thật sự sống uổng phí 76 năm rồi, đây là lần đầu tiên ta gặp được loại người cuồng vọng vô tri như ngươi, lại còn tự cho là thú vị nữa. Ngươi đừng có sống uổng phí 76 năm gì cả. Ngươi nhiều nhất cũng chỉ 75 năm. Qua đêm nay ngươi sẽ chết, không sống đến 76 đâu. Đủ rồi, lão thân sĩ không cách nào chịu nổi, vỗ bàn mắng to, tiểu tử, nếu ngươi không xin lỗi lão phu, việc này tuyệt đối không xong đâu. Ngươi đừng tưởng ta đang nói đùa. Hạ Thiên vẫn vân đạm phong khinh như cũ, ta nói là sự thật, tại sao lại phải xin lỗi? Chuyện gì xảy ra thế? Có người chú ý đến động tĩnh bên này, nhịn không được liền hỏi thăm, Mạc Công, ai chọc ngươi tức giận thế? Lão thân sĩ giơ quải trượng trong tay lên chỉ vào Hạ Thiên, tiểu tử này lên tiếng sỉ nhục lão phu, nếu không đuổi hắn đi, lão phu không tham gia yến hội cũng được. Người đến chính là nhị thúc của Hồ Hóa Vũ Hồ Ứng Bảo. Ông ta đã sớm bất mãn đối với Hạ Thiên. Lập tức lạnh giọng cảnh cáo, tuy nói các ngươi cũng là khách quý nhận lời mời đến đây, nhưng xin các ngươi tôn trọng Hồ gia chúng ta một chút, đừng gây chuyện. Bằng không, bây giờ ta mời các ngươi ra ngoài. Ra ngoài, tại sao lại phải ra ngoài? Hạ Thiên tiếp tục ăn thức ăn, nơi này sắp sửa có trò hay để xem, hơn nữa món ăn còn rất ngon, ta không đi đâu. Hồ Ứng Bảo sửng sốt, cảm giác trong lời nói của tiểu tử này có chỗ chỉ. Nghĩ lại hẳn là ông ta đã quá lo lắng, vậy ta mời ngươi yên tĩnh lại một chút, mẹ của ta đang nói chuyện đấy. Bà ấy nói kệ bà ấy, ta ăn kệ ta, hai chuyện chẳng liên quan nhau. Hạ Thiên tùy ý trả lời. Mạc Công, nếu không ta đổi chỗ cho ngài nhé. Hồ Ứng Bảo biết Hạ Thiên là khách do Hồ Hóa Vũ mời đến, tạm thời không cách nào đuổi hắn đi, đành phải nói với lão thân sĩ, ngài có thể ngồi gần mẹ ta một chút, dạo gần đây bà ấy còn nhắc đến ngài đấy. Mặt lão thân sĩ giãn ra, mỉm cười nói, lão tỷ tỷ thật sự khách sáo quá rồi. Được rồi, ta cũng không chuyển chỗ nữa, tránh gây thêm phiền phức cho lão tỷ tỷ. Ta ngồi ở đây thôi, có việc gì, sau bữa tiệc ta sẽ tâm sự với lão tỷ tỷ sau. Được, Hồ Ứng Bảo nhẹ gật đầu, ông ta trừng mắt với Hạ Thiên, ra hiệu hắn yên tĩnh một chút. Hạ Thiên hoàn toàn không nhìn thấy, vẫn tiếp tục ăn, còn nói với A Cửu, Cửu nha đầu. Nàng ăn đi.
Món ăn ở đây nấu rất ngon, đầu bếp không biết mời ở đâu, rất hợp khẩu vị của ta. Ngươi không phải đói bụng thì thứ gì cũng đều ăn sao, nào có chuyện hợp khẩu vị hay không? A Cửu tức giận nói, trước kia, Sơn Chân Hải vị nào mà ngươi chẳng ăn, cũng chẳng thấy ngươi nói ngon thì ăn, không ngon không ăn. Hạ Thiên ra vẻ thần bí trả lời, nàng ăn đi thì biết, nhất là món thịt này, ăn rất ngon. Thật sự ngon như vậy sao? A Cửu có cảm giác lời nói của Hạ Thiên có hàm ý, vội cầm lấy đũa tùy ý gắp một tiếng miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng nhai nhai, chỉ là thịt gà bình thường thôi mà, có thể là gà nuôi trong nhà, không ăn cám tổng hợp, còn có mùi củi hương và, sao? Thế nào? Hạ Thiên cười hì hì nhìn A Cửu, có phải ăn rất ngon không? Ta không lừa nàng chứ? A Cửu suy nghĩ một chút, lấy tờ khăn giấy chậm rãi phun ra, sau đó trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ăn ngon cái rắm. Các ngươi có thể nhỏ giọng lại một chút hay không? Lão thân sĩ liếc mắt nhìn Hạ Thiên và A Cửu, ta chẳng nghe được lão thái thái nói gì. Phần sau còn giới thiệu những vị khách dự tiệc, các ngươi chú ý lễ phép cơ bản một chút đi. Hạ Thiên vẫn làm theo ý của mình, một chút cũng không để ý đến lão thân sĩ. A Cửu yên tĩnh lại, đưa mắt nhìn lão thái thái. Tinh thần của Hồ lão thái thái vẫn rất khoác thước. Bà vẫy tay gọi Tử Tôn thân cận Hồ ra đến giới thiệu với mọi người, đây là con trai lớn của ta Hồ Ứng Hùng, phụ trách phần lớn công ty Hồ ra và công việc đối ngoại. Chỉ là thời gian trước sức khỏe của nó xảy ra chút vấn đề, tạm thời đang nghỉ ngơi ở nhà. Hồ Ứng Hùng nở nụ cười như đón gió xuân, thái độ vô cùng kính cẩn, hoàn toàn khác với thái độ ngang ngược khi đánh với Hạ Thiên và A Cửu. Tương tự, Hồ phu nhân bên cạnh cũng trở nên nhu mì, hiền lương. Không hề có biểu hiện chanh chua như lúc ban đầu. Người này là con trai thứ hai của ta, Hồ Ứng Bảo, phụ trách phương diện y dược. Hồ Ứng Bảo mỉm cười, nụ cười rất tiêu chuẩn. Còn đây là con gái nuôi của ta, tên Tề Ngữ Thi, là người của Tề gia Phù Lương. Nữ nhân có bảy thành tương tự A Cửu cười nhạt một tiếng, xem như chào hỏi. Mặt của vợ chồng Hồ Ứng Hùng và Hồ Ứng Bảo không hẹn mà co quắp lại. Đáy mắt còn hiện lên chút không cam lòng. Người có mặt đều rất kinh ngạc. Gia Yến lần này thật là Hồ lão thái thái muốn chọn người nối nghiệp, mặc dù không phải chính thức xác nhận nhưng là một tín hiệu. Nếu lão thái thái giới thiệu con gái nuôi với mọi người, tất nhiên bà cũng muốn nói rõ nữ nhân này có tư cách tiếp nhận gia nghiệp Hồ gia. Bà lại giới thiệu thêm mấy tử tôn Hồ gia nữa. Cuối cùng, Hồ lão thái thái đẩy Hồ Hóa Vũ lên phía trước, tiếp theo. Ta xin giới thiệu với mọi người một chút, đây là tiểu tôn tử của ta, Hồ Hóa Vũ. Nó là trưởng tôn trưởng tử của ta. Trước mắt, công việc lớn nhỏ của gia tộc tạm thời do nó quản lý. Trong khoảng thời gian qua, nó làm rất tốt. Về sau, Hồ gia khả năng phải nhờ vào nó. Đến lúc đó, mong mọi người nể mặt lão thái thái ta nhiều hơn mà chiếu cố cho nó. Khoan đã, trên ghế có người đưa tay lên tiếng. Hồ Hóa Vũ hình như không phải trưởng tôn trưởng tử. Ta nhớ Hồ Ứng Hùng còn có một đứa con trai nữa, tại sao hôm nay lại không thấy? Nghe xong, ngoại trừ Hồ lão thái thái, người của Hồ gia đều kinh ngạc, có người còn cúi thấp đầu không dám lẫn vào bên trong. À, vị tiên sinh này, ngươi là khách do ai mời đến thế? Hồ lão thái thái nhìn người kia, cảm thấy lạ mắt, hình như ta chưa hề nhìn thấy ngươi. Người kia cười ha hả. Một chút cũng không hoảng hốt, ở đây có rất nhiều người lão thái thái chưa từng gặp qua, vì sao bà chỉ nói có một mình ta vậy? Vậy ngươi là khách do ai mời đến? Hồ lão thái thái cười hỏi, dù sao lão thái thái ta cũng không mời ngươi. Ta là do vị trưởng tử trưởng tôn chân chính Hồ gia mời đến. Người kia vượt qua mọi người, ngạo nghễ nói, ta là bạn của hắn ta, được hắn ta nhờ vả, muốn một lời giải thích từ lão thái thái. Làm càn! Hồ Ứng Hùng nổi giận chỉ vào người kia, người lập tức biến ra ngoài cho ta. Bảo vệ đâu, các ngươi chết hết rồi à? Mau bắt hắn ta ra ngoài. Người kia cười càng to hơn, Hồ Ứng Hùng, nghĩ không ra ngươi lại là người nhảy ra đầu tiên. Chẳng lẽ ngươi quên mất, không có Hồ Hành Vũ, con chó được ngươi chẳng tính là gì. Ngươi đúng là nói hưu nói vượn. Lúc này Hồ Ứng Hùng thẹn quá hóa giận, chỉ vào người kia mà mắng, rốt cuộc ngươi do ai phái đến. Ngươi muốn cố ý nhiễu loạn yến hội lần này sao? Được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Hồ lão thái thái cũng không hoảng hốt, ta đích thật có một đứa cháu trai tên Hồ Hành Vũ, nhưng mấy tháng trước đã bệnh chết. Cho nên,
việc này đừng nên nhắc lại. Nếu ngươi là bạn của nó, ngươi càng không nên gây loạn vào lúc này. Nó ở trên trời cũng cảm thấy bất an. Lão thái thái phủi sạch sẽ nhỉ. Người kia hừ lạnh một tiếng, chỉ vào lão thái thái mà mắng, hắn ta cũng không phải bệnh chết, mà là bị các ngươi hại chết, hoặc cũng có thể nói là bị hạ độc chết. Hôm nay ta đến đây chính là muốn đòi công đạo cho hắn ta. Nói xong, người này kéo áo khoác lên, bên hông có đeo một quả bom, ta đã đến thì không có ý định còn sống ra ngoài. Tóm lại, hôm nay, nếu không cho ta một câu trả lời hài lòng, mọi người cùng chết. Dám uy hiếp Hồ gia, người muốn chết. Người Hồ gia nhất thời vừa sợ vừa giận. Đây quả thật là đè mặt Hồ gia xuống mà ma sát. Người ở đây đều cảm thấy không yên. Bọn họ chỉ đến dự tiệc, thuận tiện gia tăng thanh thế cho người mời bọn họ, kiếm chút chỗ tốt mà thôi, ai có thể nghĩ đến lại còn nguy hiểm đến tính mạng. Đây là chuyện vui mà ngươi nói đấy sao? A Cửu đẩy đẩy Hạ Thiên, lúc trước ngươi đã dự liệu được tình huống này. Hạ Thiên lắc đầu, miệng vẫn còn ngậm miếng đùi gà, đây chỉ là khúc nhạc dạo. Ta nói cho hay không phải cái này. Ồ, mở đầu đã kích thích như thế, nhưng chỉ là khúc nhạc dạo. A Cửu cũng cảm thấy khó hiểu. Lúc này, người kia đã lui sang một bên, muốn bắt một ai đó làm tấm chắn, kết quả lại bắt được Hạ Thiên đang ăn đùi gà. Ta biết Hồ gia các ngươi có chút thủ đoạn, còn có bản lãnh đặc biệt, nhưng ta không sợ. Người kia kéo Hạ Thiên ra khỏi chỗ ngồi, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất nên phối hợp với ta, nếu không, ta sẽ cho quả bom này nổ, mọi người cùng nhau biến thành cặn bã. Hạ Thiên thản nhiên nói, ngươi làm việc của ngươi đi, đừng quấy giấy ta ăn đùi gà là được. Người tham gia yến hội lập tức loạn thành một bầy. Đám bảo vệ cũng vọt vào, chậm rãi đến gần chỗ người kia và Hạ Thiên. Các ngươi tốt nhất đừng nên lộn xộn. Nếu các ngươi ép ta, ta sẽ đồng quy vu tận với các ngươi. Người kia trừng mắt nhìn người lại gần, quát to, đến lúc đó, vị tiểu huynh đệ này nhất định sẽ đi xuống địa ngục cùng với ta. Rốt cuộc Hồ lão thái thái cũng là người nhìn quen cảnh tượng hoành tráng. Bà đưa tay ngăn lại đám hộ vệ, còn thuận miệng trấn an, tất cả đừng nên hoảng hốt, cũng không phải chuyện gì lớn. Ta sẽ nói chuyện với vị tiểu bằng hữu này. Chẳng có gì để nói cả. Người kia vẫn kích động như cũ, ta sẽ không nói gì với các người. Các người nhất định sẽ nhân cơ hội hạ cổ ta. Hồ lão thái thái có chút buồn cười, người phí hết tâm tư như vậy chẳng phải muốn bàn điều kiện với ta sao? Nếu không, người cứ trực tiếp cho bom nổ đi. Ta muốn gặp Hồ Hành Vũ. Người kia nhìn chằm chằm Hồ lão thái thái, lạnh giọng nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hồ Hóa Vũ lạnh nhạt đáp, vậy ta sợ ngươi phải thất vọng rồi. Người đã chết, cũng đã đốt thành tro, đã hạ táng, người muốn gặp cũng không gặp được. Ngươi, lúc này người kia đã bị kích thích, giận dữ hét lên, người nhất định phải chọc giận ta sao? Đến lúc đó, một nửa người nơi này phải chôn cùng với ta. Hồ Hóa Vũ không có tính nhẫn nại, chỉ cần ngươi thả Hạ Thiên ra, ta có thể cam đoan ngươi an toàn rời khỏi căn phòng này. Ta cho ngươi thêm 10 phút đào mệnh, ngươi suy nghĩ lại đi. Ta đã đến, ta sẽ không nghĩ đến việc còn sống mà rời đi. Người kia hừ lạnh một tiếng, nói với Hồ lão thái thái, đã không gặp được Hồ Hành Vũ, ta chỉ có một điều kiện. Nói đi, là điều kiện gì? Lão thái thái vẫn bình tĩnh như cũ, trên mặt không hề có chút gì lo lắng, chỉ cần không quá phận, ta đều có thể thỏa mãn cho ngươi. Người kia suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, ta muốn ngươi trả lại cái hộp đó cho ta. Đó là chí bảo gia truyền của ta. Hộp, hộp gì? Hồ lão thái thái nghi ngờ hỏi. Đừng giả bộ ngu ngốc nữa, các ngươi vội vã giết Hồ Hành Vũ còn không phải vì cái hộp kia sao? Người kia nở nụ cười lạnh. Thấy Hồ lão thái thái giả ngu, hắn ta không khỏi vạch trần, một hộp ngọc lớn chừng bàn tay, bên trên điêu khắc rất nhiều trùng văn kỳ dị. Đó là vật của nhà ta. Nửa năm trước, Hồ Hành Vũ mượn của ta. Bây giờ các ngươi chỉ cần trả cái hộp đó lại cho ta, ta lập tức đi ngay, cam đoan không làm hại bất cứ người nào. Nãi nãi, hắn ta nói chính là nguyên cổ bí hạp. Hồ Hóa Vũ là người phản ứng đầu tiên, vội giải thích với Hồ lão thái thái, nửa năm trước. Đại ca nói tìm được thánh khí của cổ tộc ta lưu lạc bên ngoài. Khi đó đã hoàn trả cho Nguyệt Phương Nguyên, đại ca cũng vì thế mà tạm thời đảm nhận chức gia chủ. Nhưng sau khi đại ca muốn trộm cái hộp đó lại, lập tức bị cổ độc trong hồ xâm nhập cơ thể, không thể chữa trị được mà bỏ mình.
Thì ra là thế, Hồ Lão Thái Thái hiểu ra, im lặng một lát, sau đó nói, cái hộp đó là thánh khí truyền thừa vạn năm của cổ tộc ta, đã bị người ta đánh cắp khoảng hơn 60 năm trước, bây giờ trở về Nguyệt Phương Nguyên cũng xem như vậy quy nguyên chủ, chỉ sợ không thể đưa cho ngươi. Đánh giám, người kia lại càng kích động, chỉ vào đám người Hồ Lão Thái Thái mà mắng, đó rõ ràng là bảo vật gia truyền của nhà chúng ta, Hồ gia các người muốn cướp bí bảo này, cho nên mới cố ý thiết lập kế hoạch gài bẫy ta và Hồ Hành Vũ. Hạ Thiên đã ăn xong cái đùi gà trong tay, hơi chút nhàm chán, người đừng lãng phí thời gian nữa. Người ta đã không đồng ý, cứ đánh thẳng, ai lợi hại hơn thì nghe người đó. Người cầm miệng lại cho ta. Người kia tức giận quát lớn Hạ Thiên, nếu ngươi còn nói nhảm nữa, lão tử làm thịt ngươi trước. Vậy ngươi có thể thử một chút. Hạ Thiên cười nói, ta cam đoan, trước khi ngươi ra tay, người chết chính là ngươi. Hồ Lão Thái Thái cảm thấy việc này không thể kéo dài được nữa, điều kiện mà ngươi đưa ra, ta không thể đồng ý. Nếu bây giờ ngươi thả vị khách này đi, lão thân có thể cam đoan ngươi an toàn rời khỏi chỗ này. Ta đã nói, nếu ta đã đến đây, ta sẽ không nghĩ đến việc còn sống ra ngoài. Người kia hiển nhiên đã rơi vào ngõ cụt, hôm nay ta nhất định sẽ lấy lại cái hộp của ta. Nếu không, mọi người cùng nhau chết đi. Đã như vậy, vậy ngươi đi chết đi. Sắc mặt Hồ Lão Thái Thái trầm xuống, lười nói thêm câu nào. Người kia sửng sốt, còn tưởng mình nghe lầm, lão thái bà, ngươi nói cái gì? Hạ Thiên lặp lại lần nữa, bà ta nói ngươi có thể chết rồi. Tuổi còn trẻ, nhưng sao tai lại điếc cơ chứ? Con mẹ nó tai ngươi mới điếc đấy. Lão tử nghe thấy rồi. Người kia tức giận trừng mắt với Hạ Thiên, là con tin, con mẹ nó ngươi yên tĩnh lại cho ta một chút. Còn không, nếu ngươi không phối hợp, cũng đừng trách ta giết chết ngươi. Hạ Thiên hờ hững nói, ta muốn phối hợp, đáng tiếc ngươi quá yếu, cơ thể sớm bị cổ trùng xâm nhập, thế mà ngươi còn không phát hiện ra. Ngươi nói cái gì? Người kia sửng sốt. Hắn ta đột nhiên cảm thấy bên trong cơ thể có cái gì đó đang nhúc nhích, sắc mặt lập tức thay đổi, vội kéo kíp nổ quả bom bên hông, lão thái bà ngươi, ngươi dám gạt ta, vậy chúng ta chết chung đi. Vụ nổ như trong dự đoán đã không phát sinh, bởi vì thuốc nổ đã bị con tin trong tay hắn ta bóp thành một đống bột phấn. Ta đã nói ngươi quá yếu rồi. Hạ Thiên nhếch miệng, có chút nhàm chán, thuốc nổ này của ngươi có nổ, ngoại trừ ngươi ra, cũng chẳng nổ chết được ai. Lại còn quấy rầy ta ăn cơm. Người kia nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Ta tên Hạ Thiên, Hạ trong xuân hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên mỉm cười tự giới thiệu, chẳng những võ công đệ nhất thiên hạ, y thuật cũng thiên hạ đệ nhất, xuất khí lại càng đệ nhất thiên hạ. Người kia mở to mắt nhìn Hạ Thiên, ngươi chính là thần y Hạ Thiên giết người không chớp mắt trong lời đồn. Ta đúng là thần y. Nhưng giết người không chớp mắt thì không phải. Hạ Thiên khó chịu nói, tên ngu ngốc nào đồn đại như thế. Từ trước đến nay ta không thích giết người, ta toàn lấy đức phục người. Tự dưng đi bắt một ma đầu làm con tin, mệnh ta nên như thế, ta nhận thua. Người kia chán nản ngã xuống đất, cảm thán nói, ông trời sao mà bất công quá. Nhưng như vậy cũng tốt, Hồ Hành Vũ chết rồi, ta sống cũng không có ý nghĩa, các ngươi ra tay đi. Hồ Lão Thái Thái chăm chú nhìn người kia nửa ngày, thản nhiên nói, mang hắn ta xuống, sau yến hội, các ngươi điều tra thân phận của hắn ta, gọi người nhà hắn ta đến đây luôn. Người kia không hề phản kháng, mặc cho bảo vệ kéo mình xuống. Một náo loạn nho nhỏ kết thúc qua loa, người xem náo nhiệt vẫn còn chưa thỏa mãn. Mọi người cứ thoải mái, không sao đâu, tâm trạng của Hồ Lão Thái Thái dường như không bị ảnh hưởng. Bà ra lệnh cho người thu dọn một chút. Sau đó mỉm cười nói, mọi người ngồi xuống đi. Món ăn cũng đã nguội rồi, các ngươi dọn món mới lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khoan đã, Hồ Ứng Bảo bỗng nhiên kêu lên. Thấy mọi người nhìn mình, ông ta hơi ngượng, ta cảm thấy nhiều món như thế, nếu đổi thì thật sự hơi bị lãng phí. Hồ Ứng Hùng lạnh giọng cười, thế nào? Ngươi muốn khách và mẹ ăn thức ăn nguội. Ý của ta không phải như thế. Hồ Ứng Bảo biết mình nói không thích hợp lắm, đành khoát tay, xem như ta không nói đi. A Cửu cảm thấy hơi lạ, vội hỏi Hạ Thiên, có phải bên trong thức ăn có gì đó cổ quái hay không? Không có, Hạ Thiên lắc đầu, nàng không phải nhìn thấy ta ăn rất ngon sao?
Ngươi là tên biến thái, ngươi ăn không có việc gì không có nghĩa người khác không có việc gì. A Cửu tức giận lườm hắn một cái, vừa rồi ta ăn miếng thịt gà có độc, mặc dù rất nhạt nhưng rõ ràng là kịch độc. Hạ Thiên cười nói, Cửu nha đầu, nàng đừng nói mỏ nữa. Nói không chừng là gia vị đặc biệt thì sao? Có quỷ mới tin ngươi. A Cửu biết Hạ Thiên khẳng định đã nhìn ra được vấn đề, nhưng những vấn đề này không tạo thành bất cứ tổn thất gì cho hắn, chẳng qua hắn chỉ muốn xem náo nhiệt, thành ra hắn mới lười lên tiếng. Rất nhanh, món ăn đã được thu dọn sạch sẽ, thức ăn mới cũng đã được mang lên, mọi người vui vẻ hòa thuận, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Không bao lâu sau, Hồ Lão Thái Thái mới đưa mắt nhìn Hạ Thiên và A Cửu, cười nói, ngươi chính là Hạ Thiên, diện mạo cũng đoan chính nhỉ. Vừa rồi ngươi gặp nguy không loạn, là người có thể làm đại sự. Có đại sự hay không cũng không do ngươi nói. Hạ Thiên đáp. Hồ Ứng Bảo nổi giận với Hạ Thiên, thái độ của ngươi là gì thế? Không sao, Hồ Lão Thái Thái không ngại, ta và ngươi thật ra cũng là thân thích. Mặc dù ta tái hôn với sư tổ của ngươi, nhưng tình cảm không tệ. Xét theo một ý nghĩa nào đó, ngươi cũng là tôn nhi của ta. Đừng lôi kéo làm quen như thế. Hạ Thiên khó chịu trả lời, ta chỉ đến đây xem náo nhiệt, đừng nghĩ đến chuyện cột ta lên thuyền hải tặc. Vạn Quy Nhân lên tiếng, xem náo nhiệt thì được, nếu có thể tham gia náo nhiệt lại càng tốt. Không hứng, Hạ Thiên nhìn ông, ta mặc kệ ngươi và đại sư phụ ta có ân oán gì. Ta chỉ là đồ đệ của Trương Minh Đà, nhưng chẳng liên quan gì đến quỷ y môn. Hồ Lão Thái Thái mỉm cười, nhiều người còn muốn làm cháu sai vặt của ta mà không được. Người thật sự không có hứng thú. Hạ Thiên lười trả lời vấn đề giống nhau. Tại sao ngươi lại đồng ý lời mời của lão thân? Hồ Lão Thái Thái hỏi, với trí thông minh của ngươi, ngươi chắc chắn phải biết được mục đích ta cho cháu trai của mình đi mời các ngươi chứ? Biết, Hạ Thiên nhếch miệng, nhưng ta không hứng thú tham gia. Ban đầu ta chỉ muốn đến đây gặp nhị sư phụ, kết quả ông ấy không ở đây. Vạn Quy Nhân đáp, ngươi nói Ngải Luân à? Nó đến Nguyệt Phương Nguyên rồi. Không phải chỉ có ba người đoạt giải đầu mới có thể vào trong đó sao? A Cửu khó hiểu hỏi. Hồ Lão Thái Thái giải thích, ngài tiên sinh thì khác. Ông ấy là người cổ thần bà nhìn chúng, tất nhiên không có gì kiêng kỵ. Ở Nam Cương, ông ấy muốn đi đâu thì đi. Thì ra là được bao nuôi. Hạ Thiên khinh thường nói, nhị sư phụ chính là Sa Đọa. Nhất đại sát thần lại đi ăn bám. A Cửu nhìn hắn, nói như ngươi không ăn bám vậy. Không giống, ta dựa vào chính là thực lực, còn có xuất khí. Hạ Thiên nghiêm túc nói, dáng dấp của nhị sư phụ không đẹp cha bằng ta, cũng không lợi hại hơn ta, cho nên ta không cần ăn bám. Một bóng người từ trên không trung rơi xuống, đứng giữa yến hội, người mặc áo đen, sát khí lẫm liệt, gương mặt bất thiện nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Ngươi nói ai không lợi hại bằng ngươi? Cũng không đẹp trai bằng ngươi. Nhị sư phụ, tại sao ông lại đến đây? Hạ Thiên hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn Ngài Luân từ trên trời rơi xuống, vừa nãy bọn họ còn nói ông đến Nguyệt Phương Nguyên mà. Thế nào, ta đi đâu còn phải báo cáo với ngươi sao? Ngài Luân khó chịu chừng Hạ Thiên một chút, về sau ngươi bớt nói xấu sau lưng ta lại. Cho dù ngươi là đồ đệ của ta, ta cũng đánh ngươi đấy. Hạ Thiên khinh thường khoát tay, nhị sư phụ. Ông đừng làm rộn. Ông đánh không lại ta đâu. Cho dù nể tình sư đồ, ta chấp ông hai cánh tay, ông cũng không đụng được đến nửa sợi lông của ta. Bớt đánh dám đi, sắc mặt Ngài Luân đỏ lên chừng Hạ Thiên, người sớm muộn gì cũng ăn thiệt bởi cái miệng của ngươi thôi. Điều này tuyệt đối không có khả năng. Hạ Thiên mỉm cười đáp, miệng của ta chỉ chiếm tiện nghi mà thôi, hơn nữa còn chiếm tiện nghi của mỹ nữ. Ngài Luân lười tranh luận với con hàng trước mắt. Ông quay sang nói với Hồ Lão Thái Thái, ta nhận được tin tức có sát thủ ra tay trong yến hội, cho nên ta đến xem một chút. Ồ, ta còn đang định hỏi vì sao Ngài tiên sinh lại quay về. Hồ Lão Thái Thái mỉm cười giải thích, người mà ngươi nói đã bị bắt đưa vào địa lao rồi. Ngài Luân cau mày, hơi cảm thấy ngoài ý muốn, người kia là sát thủ cao cấp, xuất đạo cùng thời với ta, tại sao lại dễ dàng bị bắt như thế? Suy nghĩ một chút. Ông quay sang hỏi Hạ Thiên, vừa rồi là ngươi ra tay. Hạ Thiên lắc đầu, cười nói, người mà ông nói cùng với người mà Lão Thái Thái nói hẳn không phải cùng một người. Ồ, Hồ Lão Thái Thái ngẩn người,
nói với Hạ Thiên, Hạ Thần Y, lời này của ngươi là có ý gì? Thì có nghĩa đen thôi. Hạ Thiên lười biếng đáp một câu, ngươi cảm thấy tên ngu ngốc vừa rồi là sát thủ sao? Đừng nói là cấp cao thế giới, ngay cả cấp thôn cũng không đủ trình độ. Hồ Lão Thái Thái cau mày, hiển nhiên bà cũng cảm thấy Hạ Thiên nói rất có lý. Tuy nhiên, khi bà phóng nhãn nhìn khắp tất cả mọi người tham gia yến hội, gần như đều là những người mà bà quen biết, hoặc có liên quan rất sâu với Hồ gia, trong đó không có khả năng có sát thủ lẫn vào. Nhưng Ngải Luân cũng sẽ không đem chuyện này ra nói đùa. Hạ Thiên cũng không giống như đang nói hưu nói vượn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mẹ, mẹ đừng nghe hai người bọn họ nói hưu nói vượn. Hồ Ứng Bảo là người không chịu nổi đầu tiên, có chút khó chịu nói, người ở đây ai mà không có giao tình mấy chục năm với Hồ gia. Muốn nói có sát thủ, hai người bọn họ là người có khả năng nhất. Không cho phép ngươi nói bậy. Hồ Lão Thái Thái trừng mắt nhìn đứa con thứ hai của mình, Ngải Tiên Sinh là người cổ thần bà chọn chúng, tại sao lại làm ra chuyện bất lợi với cổ tộc được? Hồ Ứng Bảo bị ánh mắt của Lão Thái Thái dọa sợ, hơi co rúm người cúi thấp đầu, nhưng vẫn không phục, coi như con nói bậy đi, nhưng chẳng lẽ bọn họ cũng không phải nói bậy sao? Bất kể chúng ta có nói bậy hay không, tóm lại tin tức này không sai. Ngài luôn lười lẫn vào nội đấu Hồ gia. Chỉ là ông được người nhờ vả đến giải quyết phiền phức mà thôi, yến hội nên giải tán trước, tất cả ai về nhà nấy. Ta sẽ bảo vệ bên cạnh Lão Thái Thái một khoảng thời gian, hẳn sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Yến hội không thể giải tán được, tuyệt đối không thể. Lúc này, Hồ Ứng Hùng và Hồ Ứng Bảo đều đồng thanh phản đối. Hai anh em liếc nhìn nhau, ở phương diện này, bọn họ rất nhanh đạt thành nhận thức chung. Hồ Ứng Hùng vội giải thích. Hôm nay, tuy nói là gia yến nhưng tất cả mọi người đều biết rõ mục đích chính là xác định gia chủ. Đây chính là đại sự của toàn bộ Hồ gia, thậm chí là toàn bộ Nam Cương, làm sao cũng không thể qua loa như vậy được. Đúng đúng đúng, Hồ Ứng Bảo phụ họa theo, ta ngay cả Mạc Công cũng mời đến, chẳng lẽ cứ như vậy để lão nhân gia ông quay về. Lão thân sĩ kia lập tức đệm theo, nói với Hồ Lão Thái Thái, hắn ta nói rất có lý, gia chủ Hồ gia can hệ trọng đại. Cần xác định sớm. Yến hội có thể không làm nhưng vị trí gia chủ không thể treo quá lâu. Lão tỷ tỷ, hôm nay ngươi nên quyết định chuyện này đi. Các ngươi đều có suy nghĩ đó sao? Hồ Lão Thái Thái nhìn chung quanh, nhìn những tử tôn Hồ gia bên cạnh bà, cao giọng hỏi. Biểu hiện của những người này không giống nhau, có người muốn gật đầu nhưng lại ngại ánh mắt của Hồ Lão Thái Thái, cho nên không ai dám có chút dị động. Hóa Vũ, ngươi có suy nghĩ gì không? Hồ Lão Thái Thái trực tiếp điểm thẳng tên Hồ Hóa Vũ, thời gian vừa qua, ngươi đại diện gia chủ, ngươi cảm thấy vị trí gia chủ có cần xác định vào ngày hôm nay không? Cần, Hồ Hóa Vũ không né tránh vấn đề, cũng không ra vẻ khiêm tốn, Tôn Nhi cảm thấy nãi nãi nên xác định ai sẽ là gia chủ vào ngày hôm nay, tránh cho sự cố phát sinh thêm. Hồ Lão Thái Thái thở dài một tiếng, vô thức quay đầu nhìn Vạn Quy Nhân, ông cảm thấy thế nào? Vạn Quy Nhân mỉm cười, cầm tay của bà, thản nhiên nói, nếu bọn nhỏ đã cho rằng nên xác định, vậy thì định chứ sao? Được, Hồ Lão Thái Thái không có thời gian xuân đau thu buồn. Bà hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói với chúng tân khách, vốn ta muốn mời mọi người đến đây ăn một bữa cơm, trao đổi tình cảm. Sau bữa tiệc sẽ mời mọi người làm chứng định ra việc này, nghĩ không ra vẫn có người sốt ruột đến nỗi ngay cả cơm cũng không muốn ăn. Nghe xong. Không ít người đỏ mặt, mắt cụp xuống. Nếu Ngải Tiên Sinh đã có mặt, vậy thì ta, còn có Ngải Tiên Sinh cùng chủ trì việc tuyển chọn gia chủ. Hồ Lão Thái Thái đề nghị. Mẹ, con phản đối. Hồ Ứng Bảo lập tức phát biểu ý kiến khác biệt. Ông ta chỉ vào Hạ Thiên, ông ta là sư phụ của Hạ Thiên, đồ tôn của Vạn Tiên Sinh. Vừa rồi mẹ cũng nói hắn cũng là cháu của mẹ, con không phải hoài nghi sự công bằng của mọi người. Chẳng qua con cảm thấy hẳn nên né tránh loại tình huống này. Nhị thúc, vậy ngươi hy vọng ai sẽ chủ trì? Hồ Hóa Vũ cười hỏi. Hồ Ứng Bảo không chút do dự nói, đương nhiên là Mạc Công rồi. Lão nhân gia ông đức cao vọng trọng, lại có giao tình thâm hậu với Hồ gia. Do ông tham gia chủ trì, kết quả mới khiến người ta tin phục. Nhị ca, ngươi quá nóng lòng rồi. Hồ Ứng Điệp cũng không khỏi châm chọc, người nào mà không biết Mạc Công có mối quan hệ cá nhân thân thiết với ngươi,
người đề cử ông ấy, chẳng phải đã sớm định ra một phiếu sao? Hạ Thiên nhìn cảnh tượng này, cảm thấy quá nhàm chán, này, các ngươi có thể nhanh chóng tiến vào chủ đề chính hay không, giành tới giành lui chẳng có ý nghĩa gì cả. Liên quan gì đến ngươi? Hồ Ứng Hùng vốn có ấn tượng không tốt về Hạ Thiên, nghe hắn nói, ông ta liền nổi giận, ngươi chỉ đứng đây góp cho đủ số, đừng có lên tiếng thể hiện sự tồn tại của mình ở đây. Ngươi cho rằng người ngoài như ngươi có cơ hội lên làm gia chủ Hồ gia hay sao? Cái gì nấu cái gì xào, ta chẳng hứng thú. Hạ Thiên nhếch miệng nói, ta chỉ muốn xem náo nhiệt nhanh nhanh một chút, đáng tiếc khúc nhạc dạo của các ngươi quá dài, hơi bị nhàm chán. Thuận tiện ta nói luôn, ngươi là người không có hy vọng nhất, ngươi nên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi sớm thì hay hơn. Ngươi, Hồ Ứng Hùng tức đến mức muốn bùng nổ ngay tại chỗ, nhưng ngại nhiều người đang có mặt tại đây, ông ta không tiện phát tác, đành ghi hận, dự định sau này sẽ trả thù. Tề Ngữ thì đột nhiên mỉm cười, chỉ bằng ta đại diện Tề gia tham gia vào, cùng với Mạc Công, Ngải Tiên Sinh, Vạn Tiên Sinh, còn có mẹ nuôi, tổng cộng 5 người làm chủ, như thế nào? Không thể không nói, Tề Ngữ thì vô cùng thông minh. Mặc dù bà chỉ là con gái nuôi của Hồ Lão Thái Thái, nhưng tỷ lệ lên làm gia chủ rất nhỏ, chỉ bằng chủ động rời khỏi cuộc tranh đấu, đổi lấy một phiếu, ngược lại sẽ thu hoạch được lợi ích lớn hơn sau đó. Ngữ thi, ngươi không cần như thế. Hồ Lão Thái Thái là người đầu tiên hiểu được ý bên trong, gia chủ Hồ gia, chỉ cần là người có liên quan đến Hồ gia đều có thể cạnh tranh. Ngươi từ bỏ như vậy thật sự rất đáng tiếc. Tề Ngữ thi lắc đầu nói, mẹ nuôi, thật ra con không có hứng thú với chức gia chủ gì cả. Con chỉ muốn làm nghiên cứu của mình, mẹ nuôi cũng đừng làm khó con. Được rồi, Hồ Lão Thái Thái cũng không khuyên nữa, định ra 5 người làm chủ, người trong yến hội, bất kể là ai, chỉ cần muốn làm gia chủ Hồ gia ta đều có thể đứng ra tự ứng cử, cũng có thể đề nghị người mà mình cảm thấy thích hợp. Sau khi xác định người được chọn xong sẽ có 3 vòng thi. Ai thông qua được? Đó chính là gia chủ Hồ gia trong 10 năm tương lai. A Cửu nhìn tình huống trước mắt, cảm thấy rất kỳ lạ. Mỗi một gia tộc khổng lồ đều sẽ có gia chủ. Nàng biết điều này, nhưng đa số đều do tử tôn dòng chính đảm nhiệm, cho đến bây giờ nàng chưa nghe nói qua cách chọn gia chủ như thế, hơn nữa còn có nhiệm kỳ, chẳng khác nào tuyển chọn tổng thống. Chỉ cần người có liên quan đến Hồ gia đều có thể tham gia ứng tuyển. Cho dù quan hệ này quanh co lòng vòng cũng được. Đây được tính là điều kiện tuyển chọn gì chứ? Mẹ, con muốn nói trước. Hồ Ứng Hùng không nhịn được, lên tiếng đầu tiên, ban đầu, gia chủ Hồ gia là con, nhưng trước đó con phạm một số sai lầm nhỏ, tạm thời phải giao chức gia chủ ra. Bây giờ con đã hối cải xong, chức gia chủ này đương nhiên phải trả lại cho con. Hồ Ứng Điệp cười nhạo, đại ca, ngươi đừng có nói đùa, sai lầm của ngươi là nhỏ sao? Thiếu chút nữa khiến cho Hồ gia bị phá sản. Bí mật cổ tộc cũng bị tiết lộ. Nếu không phải Vạn gia gia ra tay, bây giờ nói không chừng Nam Cương đã bị người ta đạp bằng. Ngươi không có tư cách làm gia chủ, đừng suy nghĩ nữa. Đánh giám, Hồ Ứng Hùng không thể gánh tội lỗi lớn như vậy, việc đó ngươi cũng có phần, ngươi đừng hòng phủi mình sạch sẽ như thế. Hai người các ngươi đều có vấn đề. Hồ Ứng Bảo hợp thời nhảy ra, nhưng ta thì khác. Mấy năm qua ta luôn cẩn trọng, khổ tâm vì Hồ gia. Sự nghiệp kinh doanh cũng không ngừng phát triển. Ta vì Hồ gia mà chảy máu, chảy mồ hôi, hao tốn sức lực, lý do này đủ để ta lên làm gia chủ rồi. Tất cả con cháu Hồ gia đều nói ra ý nguyện của mình. Người nào cũng muốn làm gia chủ, mặc kệ ngoài miệng nói thiên hoa loạn trụy đến cỡ nào, văn vẻ nổi bật ra sao, lời lẽ chính nghĩa đến thế nào, nội dung chính cũng chỉ có một, chính là hãy chọn ta. Hóa Vũ, tại sao ngươi không lên tiếng? Hồ Lão Thái Thái nhìn về phía Hồ Hóa Vũ vẫn đang im lặng, chẳng lẽ ngươi không muốn làm tiếp nữa sao? Hồ Hóa Vũ mỉm cười, vô cùng nghiêm túc, nói con không nghĩ, vậy thì là giả. Nhưng nếu nói con muốn, cũng chưa hẳn, chủ yếu là có lòng nhưng không đủ lực, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, con phát hiện được Hồ gia sẽ nghênh đón một đại nạn. Nếu như không có một gia chủ hữu lực ngăn cơn sóng dữ, khả năng Hồ gia, thậm chí cổ tộc sẽ trực tiếp bị chôn vùi. Đúng là nói hưu nói vượn. Lập tức có người phản đối, người đang nói chuyện giật gân thì có. Sau đó, người sẽ nói chỉ có người mới có thể giải quyết được nguy cơ này, đúng không? Không, Hồ Hóa Vũ lắc đầu, thành thật đáp, nguy cơ Hồ gia,
Đại nạn cổ tộc phải dựa vào y thuật siêu tuyệt, vũ lực đỉnh cao mới có thể hóa giải. Hồ Hóa Vũ dừng một chút, sau đó đưa tay chỉ vào Hạ Thiên vẫn đang ăn, y thuật có thể xưng thần thông của người đang ngồi đây chỉ có Hạ Thiên. Võ lực vô địch thiên hạ cũng chỉ có Hạ Thiên, cho nên ta chọn Hạ Thiên. Ngươi nói cái gì thế? Chọn một người ngoài, ngươi đang nói đùa gì vậy? Hồ Ứng Hùng là người đầu tiên không đồng ý, đứng lên phản đối, hơn nữa còn là một người có địch ý với Hồ gia chúng ta. Ca của ngươi, còn có Tào Y Sư đều bị hắn đánh. Ngươi không nghĩ đến chuyện báo thù thì thôi đi, lại còn muốn hắn làm gia chủ Hồ gia. Trước đó nãi nãi cũng đã nói, người tham gia hội nghị đều có tư cách ứng cử chức gia chủ. Hồ Hóa Vũ thành thật nói, Hạ Thiên là đồ tôn của gia gia, cũng không tính là người ngoài. Đại ca và họ Tào chính là gieo gió gặp bão, không trách được Hạ Thiên. Ngươi, quả thật là, Hồ Ứng Hùng không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung đứa con trai này của mình. Ông ta tức giận đến mức nói tục, ngươi chỉ là tiện chủng được sinh ra bên ngoài mà thôi. Hạ Thiên cười nói, nếu hắn ta là tiện chủng, vậy ngươi là cái gì? Cái này, Hồ Ứng Hùng trong nháy mắt nghẹn lời. Hồ Ứng Bảo tiếp lời, cũng phản đối như anh trai của mình, nếu Hạ Thiên thừa nhận mình là đồ tôn của Vạn Tiên Sinh, chúng ta chẳng có lời gì để nói, nhưng hắn không thừa nhận, cho nên hắn ta chẳng liên quan gì đến Hồ gia. Được rồi, đừng tranh cãi mấy chuyện vô vị nữa. Hồ Lão Thái Thái không vui nhìn hai đứa con trai của bà, tổ huấn Hồ gia chính là như thế, chỉ cần có liên quan đến Hồ gia, lại có người đề cử, người đó sẽ có tư cách tham gia tranh cử chức gia chủ. Nếu ngươi có ý kiến, ngươi có thể đến Nguyệt Phương Nguyên nói với cổ thần bà đi. Lời nói của Hồ Lão Thái Thái rất dứt khoát, cho dù có người không tán đồng nhưng cũng không dám mượn đề tài nói chuyện của mình. Ta chẳng có hứng thú đối với chức gia chủ, đừng kéo ta vào. Hạ Thiên khoát tay, ta chỉ đến ăn một bữa cơm, thuận tiện xem náo nhiệt một chút mà thôi. Ngài Luân mỉm cười nói với Hạ Thiên, ngươi có hứng thú hay không thì ngươi cũng nên thử một chút. Hơn nữa, ngươi không muốn làm mà chỉ muốn xem náo nhiệt, ngươi ngồi hàng trước nhất mới nhìn thấy rõ ràng. Nhị sư phụ, có phải ông đang đánh chủ ý xấu, muốn gạt ta phải không? Hạ Thiên nhếch miệng, mất hứng nói. Ngài Luân thản nhiên đáp, ngươi thông minh như thế, ai có thể gạt được ngươi? Đúng vậy, Hạ Thiên gật đầu, tuy nhiên, nhị sư phụ ông đừng tưởng rằng sử dụng chiêu này là có thể dụ được ta. Ta nói không hứng thì chính là không hứng. Hồ Lão Thái Thái vốn muốn khuyên Hạ Thiên một chút, nhưng thấy hắn kiên quyết như vậy, bà đành lên tiếng, nếu ngươi đã kiên quyết như thế, lão thân cũng không ép. Hóa Vũ, người ứng tuyển cuối cùng vẫn là ngươi đi. Vâng, nãi nãi, Hồ Hóa Vũ gật đầu. Lúc này, có người nhận ra đây chính là chiến lược lấy lui làm tiến của Hồ Hóa Vũ. Bản thân hắn ta là con riêng, nếu hắn ta tự đề cử mình, tuyệt đối sẽ có người đưa ra dị nghị. Hai cha con bọn họ cùng nhau tranh giành cũng sẽ tạo nên dư luận. Vì thế, hắn ta đã ném Hạ Thiên ra trước, để Hạ Thiên bị mọi người nhất trí tập kích, bản thân Hạ Thiên lại không có hứng thú. Sau đó, hắn ta sẽ thuận lý thành chương chiếm danh ngạch của Hạ Thiên, người khác cũng không tiện phản đối. Tiểu tử này không đơn giản, Ngài Luân hiểu ra, lập tức nói với Hạ Thiên, người đang bị người ta lợi dụng đấy. Hạ Thiên nói, nhị sư phụ. Ông mới là người bị người ta lợi dụng thì có. Ông có nhớ ông đến đây là để làm gì không? Sao, Ngài Luân sửng sốt, sau đó mới giật mình lấy lại tinh thần. Không phải ông đến tìm sát thủ sao, tại sao lại thành một trong những người chủ trì tuyển chọn gia chủ Hồ gia thế? Được rồi, bây giờ chúng ta đã xác định ba người tranh cử vị trí gia chủ. Lão thân sĩ tên Mạc Công cao giọng nói, chính là con trai trưởng Lão Thái Thái Hồ Ứng Hùng. Con trai thứ hai Hồ Ứng Bảo và cháu trai Hồ Hóa Vũ. Hồ Ứng Điệp không khỏi có ý kiến, đưa tay kháng nghị, khoan đã, Mạc Công có phải đã quên ta rồi hay không? À, thêm con gái thứ ba Hồ Ứng Điệp, tổng cộng 4 người. Không biết ta còn bỏ sót ai nữa không? Mạc Công nhìn xung quanh, hỏi lại lần nữa, còn có ai muốn tham gia ứng tuyển nữa không? Ta hỏi lại lần cuối, nếu không có, chúng ta sẽ tiến hành bước kế tiếp. Tất cả mọi người đều không có dị nghị. Lão tỷ tỷ, có thể bắt đầu rồi. Mạc Công nói với Hồ Lão Thái Thái, để phòng ngừa sự cố phát sinh, ta thấy nên nhanh chóng định cho xong việc này. Hồ Lão Thái Thái gật đầu.
Bà quay sang nói với Tề Ngữ Thi, Ngữ Thi, người lấy đồ ra đây đi. Vâng, Tề Ngữ Thi lui ra, một lát sau đã mang theo một cái hộp quay lại, bước đến bên cạnh Hồ Lão Thái Thái. Cái hộp chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân màu đen, bên trên có hoa văn phức tạp, hơn nữa còn dùng máu để sơn, tản ra một luồng khí tức lâu đời. Ồ, khi A Cửu nhìn thấy cái hộp, ánh mắt lộ ra sự nghi hoặc. Hạ Thiên nhìn A Cửu, hỏi Cửu nha đầu, nàng sao vậy? Hình như ta đã nhìn thấy cái hộp này ở đâu rồi. A Cửu khẽ cau mày. Không có ấn tượng gì cả. Trí nhớ của Hạ Thiên cực kỳ tốt, nếu gặp qua mà quên mất thì chẳng khác nào đang sỉ nhục hắn. Nhưng hắn có một đặc điểm, nếu là đồ mà hắn không cảm thấy hứng thú, hắn sẽ không để vào mắt, càng không ghi nhớ Cửu nha đầu, nếu nàng thích cái hộp này, ta có thể tìm mấy cái cho nàng chơi. Còn có mấy cái luôn. Ngươi thôi đi, Ngải Luân không nhịn được liền nói, ngươi muốn tán gái cũng không nên dùng cách như thế. Ngươi cho rằng ngươi có thể tạo được vật này sao? Cái hộp này là bí hộp truyền thừa biết bao thế hệ Hồ gia, dùng để nuôi cổ, phẩm cấp cao nhất gọi là nguyên cổ, có màu vàng. Loại hộp đen sơn đỏ này gọi là tàng cổ bí hộp, ngươi không nhìn thấy được ở bất kỳ chỗ nào đâu. Ta nói quen mắt không phải cái hộp mà là hoa văn trên nó. A Cửu thuận miệng giải thích một câu, ngươi có nhớ trong phòng tiên đế ở tiểu tiên giới cũng có một cái hộp nhỏ hay không? Nghe xong, Hạ Thiên lập tức có được một chút ấn tượng trong đống ký ức bị vứt bỏ của mình, đây không phải là cái hộp âm nhạc sao? Ta nói chính là hoa văn trên hộp. A Cửu nghiêm túc nói, hoa văn trên hộp và phù văn trên hộp âm nhạc cũng không phải hoàn toàn nhất trí, nhưng cũng có thể nói là giống nhau như đúc. Hạ Thiên nhìn cái hộp màu đen, gật đầu nói, Cửu nha đầu. Nàng nói rất đúng, đúng là giống nhau. Tại sao ta nghe không hiểu các ngươi nói gì thế? Ngải Luân móc móc lỗ tai, gương mặt toàn là sự nghi ngờ. Đó là vì ông đã già rồi. Hạ Thiên cười nói, lời của người trẻ, người đương nhiên nghe không hiểu rồi. Đầu ngón tay Ngải Luân khẽ động, lộ ra một ngân châm, tiểu tử, nếu ngươi còn nói kháy lão tử, ngươi có tin ta đâm hai lỗ thủng trên người ngươi không? Nhị sư phụ, đừng làm rộn nữa. Ông đâm không được ta đâu. Hạ Thiên nhếch miệng, lúc này ông nên suy nghĩ làm sao bắt được tên sát thủ kia đi. Thật ra hắn ta đang ở bên trong bữa tiệc này đấy. Ngải Luân nheo mắt, ngươi cứ trực tiếp nói cho ta người đó là ai là được. Không được, Hạ Thiên lắc đầu, nơi này có một mùi hương rất kỳ lạ, che giấu sát khí của tên sát thủ đó, tạm thời ta không phân biệt được. Còn có người ngươi không thể phân biệt được. Ngải Luân mỉm cười. Hơi trêu chọc, đúng là ly kỳ. Chẳng lẽ ngươi không có chút háo thắng muốn bắt hắn ta ra sao? Hạ Thiên cũng chẳng có cảm giác thất bại, người này chẳng có thù gì với ta, cũng chẳng chọc ta, ta cần chi phải phí sức bắn hắn ta làm gì? Cút, Ngải Luân biết tính tình của Hạ Thiên như thế nào, cũng lười hỏi lại. Hạ Thiên chủ động cười nói, nhị sư phụ, có cần ta giúp ông hay không? Nhiều năm không ra tay. Võ công của ông có khi nào bị thoái hóa hay không? Thoái hóa cái đầu ngươi đấy. Đến lúc đó, ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn. Ngải Luân tức giận nói, ngươi hãy xem ta kết thúc hắn ta như thế nào. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị cái hộp màu đen thu hút. Từ trước đến giờ, cổ tộc luôn thần bí. Mặc dù nó đã nhập thể gần trăm năm trước, nhưng người bình thường vẫn không hiểu biết quá nhiều về tộc đàn này. Những gì nghe được chỉ đều là truyền thuyết. Những người tham gia yến hội đều có quan hệ với Hồ gia, nhưng qua lại không nhiều, nhất là loại bí hộp này chỉ nghe nói qua chứ trên cơ bản chưa từng nhìn thấy. Đây là một trong những bí hộp truyền thừa lịch đại Hồ gia, tàng cổ bí hộp. Hồ Lão Thái Thái đặt một tay lên hộp, chậm rãi nói, trong hộp nuôi một con cổ trùng, gọi là khí cổ, 10 năm mới có thể nuôi được một con. Nó có thể phân rõ khí vận của người. Nếu như nó bay đến người nào, tiến vào trong cơ thể của người đó, điều này nói rõ vận khí của người đó là thịnh nhất, người này có thể lên làm gia chủ. Luận khí vận, ngoại trừ ta ra còn có thể là ai khác chứ? Hồ Ứng Hùng nhướng mày, trong đầu xuất hiện một ký ức không tốt lắm. Khoảng 10 năm trước, ông ta cũng được khí cổ chọn chúng. Về sau ông ta phạm sai lầm, còn khí cổ bên trong cơ thể cũng chết theo. Hồ Ứng Bảo hừ lạnh một tiếng, đại ca, người đã hại chết một con rồi, còn muốn hại chết thêm con nữa sao? Nếu là như vậy, đến lúc đó người trong nhà lại đi chùi đít cho ngươi. Ngươi cầm miệng đi,
Hồ Ứng Hùng giận dữ chỉ vào em trai mình mà quát, các ngươi đừng suy nghĩ nữa, toàn bộ Hồ gia chỉ có ta là khí vận đầy đủ, có thể dẫn đầu Hồ gia vượt mọi chông gai, chuyển nguy thành an. Đừng ồn nữa, mau xem cổ trùng lựa chọn đi, Hồ Hóa Vũ lạnh lùng nói. Hồ Lão Thái Thái cắn nát đầu ngón trỏ của mình, nhỏ một giọt máu vào đường vân trên hộp. Ở đó có hình con mắt, sau khi dính máu, con mắt bỗng nhiên phát sáng, sau đó mở một khe hở to bằng đầu ngón tay. Một con côn trùng màu trắng từ trong khe hở nhỏ hẹp bay ra. Bên trong bữa tiệc lập tức tràn ngập một mùi rất kỳ lạ. Tinh thần mọi người run lên, tim giống như bị một tảng đá lớn đè xuống, hô hấp có chút không khỏe. Hạ Thiên vươn tay ấn vào người A Cửu, rót vào băng hỏa linh khí, giúp nàng xóa đi cảm giác khó chịu. Cửu nha đầu, nàng không sao chứ? Hạ Thiên cười hỏi. A Cửu thở phào nhẹ nhõm. Thật ra luồng khí này cũng không quá mạnh, chỉ là có chút đột ngột khiến cho nàng nhất thời không thể thích ứng. Ngươi không sao, nhưng tay của ngươi có thể chuyển sang vị trí khác được không? À, vị trí này rất tốt, ta cảm thấy rất dễ chịu. Hạ Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua, vừa cười vừa nói. A Cửu tức giận gạt tay Hạ Thiên, ánh mắt tập trung vào con cổ trùng. Bành! Bỗng dưng, một tiếng súng nổ vang, con cổ trùng màu trắng nổ tung. Khoảng 15 giây trước, Hồ Lão Thái Thái mở bí hộp. Một con cổ trùng màu trắng từ trong hộp bay ra. Tiếp theo, trong hộp tản ra một luồng khí áp quỷ dị, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngộp thở. Con cổ trùng màu trắng bừng bừng bay về phía Hồ Hóa Vũ. Ba anh em Hồ Ứng Hùng đều sốt ruột, tuy nhiên, bọn họ vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần từ cảm giác tắc nghẽn, không cách nào ngăn chặn tình huống đó xảy ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn con khí cổ bay về phía Hồ Hóa Vũ. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên bắn ra một vệt ánh sáng, sau đó là một tiếng nổ tung. Bành! Tiếng nổ qua đi, con cổ trùng lập tức nổ thành một đống thịt vụn, mọi người cũng khôi phục lại sự tự do. Ai? Là ai đã nổ súng? Hồ Lão Thái Thái giận không kềm được trừng mắt nhìn tất cả những người tham gia bữa tiệc, người dám giết khí cổ, là hành vi không thể tha thứ được, lập tức cút ra đây cho ta. Hồ Ứng Hùng kịp phản ứng, đưa tay chỉ vào Hạ Thiên, nhất định là hắn. Vừa rồi, tất cả mọi người đều không thể động đậy, chỉ có hắn và nữ nhân bên cạnh hắn là còn có thể cử động. Cha, cha muốn vụ oan cho người khác thì nói nên nói cho có lý. Hồ Hóa Vũ lập tức giải thích thay cho Hạ Thiên. Hạ Thiên có thể cử động nhưng hắn không có bất kỳ dị động nào trong toàn bộ quá trình, trong tay cũng không có súng, làm sao có thể là hắn được. Hừ, ai biết hắn có giấu súng hay không? Hồ Ứng Bảo ngược lại hùa theo Hồ Ứng Hùng chửi Hạ Thiên, dù sao, vừa rồi cũng chỉ có hắn cử động được, không phải hắn thì còn có thể là ai? Mau khống chế hắn lại trước rồi nói sau. Hạ Thiên nói với Hồ Ứng Bảo, tên ngốc ngươi muốn ăn đòn đúng không? Ngươi nhìn đi. Hắn vẫn còn phách lối đến như thế, tuyệt đối chính là hắn. Hồ Ứng Bảo giật mình, vội vàng rụt lại, cho dù không phải hắn, hắn nhất định cũng là người có vấn đề. A Cửu thản nhiên nói, nếu Hạ Thiên muốn ra tay, hoàn toàn không cần dùng đến súng cũng có thể làm được. Hơn nữa, hắn đã làm thì tuyệt đối không ai có thể phát hiện được. Người này chọn lúc mọi người không cách nào động đậy để ra tay, nói rõ hắn ta biết dị tưởng khi khí cổ xuất hiện. Chỉ có thể là người trước đó đã tham gia qua yến hội tranh cử chức gia chủ. A Cửu nói rất có lý, cho dù là hai anh em Hồ Ứng Hùng, nhất thời cũng không biết nói gì hơn. Dựa theo logic này mà suy luận, đầu tiên có thể loại trừ Hạ Thiên và A Cửu, tiếp theo là Ngải Luân và Tề Ngữ Thi. Bọn họ đều là những người đầu tiên tham gia bữa tiệc như thế này, hoàn toàn không biết dị tượng khi khí cổ xuất hiện. Nếu là một trong số các ngươi, bây giờ ngươi đứng ra thừa nhận. Ta có thể không truy cứu. Hồ Lão Thái Thái nghiêm túc nhìn mọi người, nếu ngươi không chịu thừa nhận, cuối cùng bị bắt ra, ngươi cũng đừng trách lão phu truy đến ngọn nguồn, chảm thảo trừ căn. Bên trong những người tham gia bữa tiệc cũng không có người nào chịu đứng ra thừa nhận. Nếu là như thế, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Hồ Lão Thái Thái đã thật sự nổi giận. Bà lạnh giọng nói, dám nổ súng ở đây, đúng là can đảm hơn người nhưng đầu óc lại không đủ thông minh. Sau khi nổ súng, tất sẽ có khói và mùi thuốc súng. Cho dù ngươi có ẩn tàng như thế nào cũng không gạt được cổ trùng đâu. Nói xong, Hồ Lão Thái Thái nhấc tay lên, mấy con bọ rùa nhỏ có đường vân xám nền trắng bay ra,
bay về phía những người tham gia bữa tiệc. Đám bọ rùa kia đều không ngoài ý muốn đậu lên vai Hạ Thiên. Các ngươi nhìn đi, ta đã nói là hắn làm mà. Hồ Ứng Hùng mừng rỡ chỉ vào Hạ Thiên, nói với mọi người, các ngươi còn không tin ta. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực. Hồ Ứng Bảo thở phào một hơi, tiến lên định bắt Hạ Thiên, tiểu tử, ngươi còn lời gì để nói hay không? Bành! Hạ Thiên tiện tay quạt bay Hồ Ứng Bảo. Ngươi còn dám hoàn thủ, mau quỳ xuống cho lão phu. Mạc Công nhìn thấy Hồ Ứng Bảo bị đánh bay, không khỏi giận dữ, vội giơ quải trượng trong tay lên muốn đánh Hạ Thiên. Ngươi muốn quỳ, vậy thì quỳ đi. Hạ Thiên nhếch miệng nói. Mạc Công bỗng dưng cảm thấy chỗ đầu gối truyền đến một cơn đau nhức, hơi chút mất tập trung liền quỳ xuống trước mặt Hạ Thiên. Ngươi quỳ thật sao, ngươi khách sáo quá rồi. Hạ Thiên cười một tiếng. A Cửu đau đầu ôm trán, các ngươi đừng gây sự nữa, lo làm chuyện của mình đi, trêu chọc hắn làm gì chứ. Ngươi đã làm gì Mạc Công? Hồ Ứng Hùng không nhịn được quay sang nói với Hồ Lão Thái Thái, mẹ, mẹ cũng thấy rồi đấy, tiểu tử này quá vô pháp vô thiên, hoàn toàn không để Hồ gia chúng ta vào mắt. Hồ Lão Thái Thái cũng cau mày, không hiểu Hạ Thiên làm như vậy rốt cuộc là có ý gì, đành phải quay sang nhìn Vạn Quy Nhân. Vạn Quy Nhân thản nhiên nói, việc này không phải Hạ Thiên làm đâu. Hắn cũng khinh thường dùng mấy thủ đoạn thấp kém này. Ngươi là sư tổ của hắn, đương nhiên phải nói giúp hắn rồi. Hồ Ứng Hùng bất mãn phản đối, ngay cả cổ trùng cũng xác định là hắn, chẳng lẽ còn là giả sao? Cổ trùng tìm đến Hạ Thiên không phải là tìm mùi thuốc súng. Vạn Quy Nhân thuận miệng giải thích, chỉ là vì chúng ngửi được khí tức của chủ nhân, cho nên đậu trên vai hắn để lấy lòng. Hồ Ứng Hùng nghe xong, không khỏi cười nhạo, ông đang thả giám chó à? Đám cổ trùng này đều do tổ tiên Hồ gia chúng ta để lại, cổ tổ cũng chưa từng rời khỏi Nam Cương. Cổ chủ chỉ có thể thủy tổ cổ tộc hoặc cổ thần bà, Hạ Thiên làm sao có thể là cổ chủ được? Ta nói trên người Hạ Thiên có khí tức chủ nhân chứ ta không nói hắn chính là cổ chủ. Vạn Quy Nhân vẫn lạnh nhạt như cũ. Tuyệt đối không có khả năng, ta thấy ngươi và Hạ Thiên chính là cùng một bọn, mưu đồ làm loạn. Hồ Ứng Hùng vẫn quả quyết phản bác, bởi vì ông ta biết rõ ràng ý vị bên trong như thế nào. Nếu trên người Hạ Thiên có khí tức của cổ chủ, bọn họ còn tranh chức gia chủ cái gì nữa? Đến lúc đó, toàn bộ cổ tộc đều phải nghe theo lệnh của Hạ Thiên. Vạn Quy Nhân lười so đo mấy chuyện này với Hồ Ứng Hùng, người tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Sự thật chính là như thế. Tóm lại, thuyết pháp này khó mà phục chúng. Hồ Ứng Hùng vẫn cao giọng phản đối, quanh co lòng vòng, miễn cưỡng gán ghép. Vì sao Hạ Thiên không thể là thủ phạm nổ súng vừa rồi? Cổ trùng cũng đã xác nhận là hắn, vậy thì chính là hắn. Mẹ, cổ trùng là do mẹ nuôi lớn, chẳng lẽ mẹ cũng tin bọn chúng sẽ nhận Hạ Thiên làm chủ? Hồ Lão Thái Thái im lặng, bà đương nhiên không tin. Đám cổ trùng này do chính tay bà nuôi lớn, ăn đều là máu của bà, sao có thể bỗng dưng nhận người khác làm chủ? Nếu không phải nhận chủ, vậy cũng chỉ có một khả năng, Hạ Thiên chính là người nổ súng vừa rồi. Hạ Thiên, ngươi giải thích việc này như thế nào? Hồ Lão Thái Thái quyết định cho Hạ Thiên một cơ hội giải thích, chỉ cần ngươi giải thích được, lão thân sẽ tin ngươi. Hạ Thiên khó chịu nói, tại sao ta lại phải giải thích? Ngươi có tư cách gì mà bắt ta giải thích? Ta thấy ngươi tìm không được lý do, chỉ muốn viện cớ. Hồ Ứng Hùng lạnh giọng quát, người đâu? Bắt hắn lại cho ta, giải xuống mật lao, sau đó, ta sẽ thẩm vấn hắn. Hắn tuyệt đối có đồng bọn. Hạ Thiên khinh thường nhìn Hồ Ứng Hùng, cho nên, ta xem thường nhất chính là loại ngu ngốc như ngươi. Dám làm không dám nhận thì thôi, còn luôn mồm vu oan cho người khác. Thủ đoạn vu oan cấp thấp như thế, ngươi đúng là muốn ăn đòn. Ngươi nói cái gì? Hồ Ứng Hùng thấy Hạ Thiên dám cắn ngược ông ta một cái, không khỏi tức đến thở hổn hển, mẹ. Mẹ ngàn vạn lần không thể tin hắn. Hắn đang nói hưu nói vượn đấy. Hạ Thiên cũng lười nói nhảm, phủi phủi mấy con bọ rùa trên vai, đừng ở đây nữa, lo đi xxx chuyện của các ngươi đi. Đám bọ rùa giống như nghe hiểu được tiếng người, lập tức bay khỏi vai Hạ Thiên, chuyển hai vòng trên đầu người tham gia yến hội, cuối cùng rơi xuống đầu Hồ Ứng Hùng. Cái này, đây nhất định là Hạ Thiên động tay động chân. Hồ Ứng Hùng lập tức giải thích, mẹ, vừa rồi mẹ cũng nhìn thấy, con đứng cách mẹ không xa.
Nếu con nổ súng, mẹ tuyệt đối có thể phát hiện. Hơn nữa, khi đó con không thể động đậy được, làm sao mà nổ súng. Hồ Lão Thái Thái cũng cảm thấy nghi ngờ. Đứa con trai này có bản lãnh như thế nào, bà là người rõ nhất, tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi áp chế của khí cổ. Nó thật sự không có khả năng nổ súng. Vậy thì ai là người nổ súng? Hồ Hóa Vũ cũng có chút không hiểu, không được, chỉ có thể giả soát từng người. Mùi hương thì có thể dùng biện pháp che giấu, nhưng mùi thuốc súng thì không thể tiêu tán được. Các ngươi đúng là quá ngu. Hạ Thiên cười nói, ai nói đó là tiếng súng? Cho là tiếng súng đi, ai quy định tiếng súng vang lên thì nhất định phải bắn ra từ súng. Hồ Hóa Vũ sững người, tiếng súng vang lên không phải phát ra từ súng, vẫn có thể phát ra được từ thứ khác. Cũng có thể phát ra từ súng. Hạ Thiên tiện tay nhặt một miếng xương gà làm tư thế nổ súng với Hồ Ứng Hùng. Ầm. Bỗng dưng, lại một tiếng súng vang lên. Hồ Ứng Hùng lập tức ngã xuống đất, khắp gương mặt chỉ toàn là kinh hãi, giống như bị trúng đạn thật. Kết quả, ông ta sờ lên người, lông tóc không thương, không khỏi lồm cồm bò dậy. Chuyện quá đơn giản nhưng các ngươi cứ nhất định phải nghĩ cho phức tạp. Hạ Thiên ném xương gà sang một bên, khẩu kỹ mà thôi, các ngươi cũng bị mắc lừa, không khỏi quá ngu xuẩn đi. Tất cả những người tham gia yến hội đều nhìn nhau, bọn họ lại bị thủ đoạn nhỏ này lừa gạt. Súng vang lên là khẩu kỹ, nhưng vì sao khí cổ lại bị giết? Hồ Hóa Vũ lấy lại tinh thần đầu tiên, vội hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên không kiên nhẫn liếc nhìn Hồ Hóa Vũ, chuyện này liên quan gì đến ta, tự ngươi tìm hiểu đi. Là châm, linh quang chợt lóe lên trong đầu A Cửu. Nàng vội giải thích, hơn nữa còn có thể là băng châm cực nhỏ. Sau khi cổ trùng nổ tung, châm cũng theo đó mà hòa tan. Hai người các ngươi chỉ đang nói hưu nói vượt, một chút chứng cứ rõ ràng cũng không có. Hồ Ứng Bảo tiến lên đỡ Mạc Công dậy, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Ta thà tin tưởng ngươi chính là người dở trò quỷ từ đầu đến đuôi. Hạ Thiên nhún vai, ngươi tin thì tin, không tin thì thôi. Nhưng điều này chỉ có thể nói ngươi ngu hết thuốc chữa. Băng châm cũng không dễ giấu. A Cửu nhìn xung quanh, rất nhanh đã nghĩ thông suốt, không thể giấu băng châm trên người, vậy cũng chỉ có thể giấu bên trong một số khí cụ đặc biệt. Nói xong, A Cửu bỗng nhiên đưa mắt nhìn thủ trượng mà Mạc Công đang cầm, vị lão tiên sinh này. Có thể giết ta xem qua thủ trưởng của ngươi không? Cô nương, lời này của ngươi là có ý gì? Mạc Công biến sắc, lạnh lùng nhìn A Cửu, ngươi đang hoài nghi lão phu. A Cửu cũng lười quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng, đúng, ta đang hoài nghi ngươi đấy. Cho nên, ngươi có thể cho ta kiểm tra quải trưởng của ngươi hay không? Làm càn, Hồ Ứng Bảo tức đến mức toàn thân phát run, giận không kềm được, tiểu nha đầu ngươi tính là gì chứ? Tại sao lại dám nói với Mạc Công như vậy? Bây giờ không phải là lúc tìm hung thủ giết cổ trùng sao? A Cửu cười lạnh, nhìn thẳng vào Hồ Ứng Bảo, dù sao người đó cũng đang ở bên trong yến hội, dần dần loại trừ chẳng phải sẽ biết là ai sao? Hồ Ứng Bảo lạnh giọng đáp, vậy cũng không đến phiên một tiểu nha đầu như ngươi khoa chân múa tay ở đây. Ngươi bị đánh còn chưa đủ à? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Hồ Ứng Bảo, ngươi thử mắng cửu nha đầu thêm một chữ nữa xem. Hồ Ứng Bảo chạm phải ánh mắt Hạ Thiên, bị dọa đến cơ thể co rụt lại, nhưng ngoài miệng vẫn dáng chống đỡ, mẹ, mẹ nhìn đi, tên tiểu tử này vẫn luôn uy hiếp con, mẹ hãy nói một câu đi mẹ. Lớn như vậy vẫn còn là một đứa bé bám váy mẹ. Ngươi phế vật đến mức không ai bằng. Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói. Ngươi nói đủ chưa, Hồ Ứng Hùng nhìn không được chỉ vào Hạ Thiên, ngươi tưởng mình là người của Hồ gia à? Không những khoa chân múa tay với Hồ gia mà còn dám động thủ với huynh đệ chúng ta, người đúng là không để Hồ gia chúng ta vào mắt. Hồ Lão Thái Thái chừng Hồ Ứng Bảo, quát to, người cũng đủ rồi. Cửu cô nương không liên quan gì đến việc này nhất, để nàng ấy điều tra không thể thích hợp hơn. Nàng ta không phải nữ nhân của Hạ Thiên sao, nếu chẳng may Hạ Thiên là hung thủ, nàng ta làm sao mà không bao che cho hắn. Hồ Ứng Bảo vẫn bất mãn phản bác. Có phải Hạ Thiên làm hay không, điều này ta rõ ràng nhất. Ta không phải già đến mức hồ đồ không phân rõ tình huống. Hồ Lão Thái Thái cũng cảm thấy mệt mỏi. Bà bị đám con cháu huyên náo đến mức tâm phiền muộn, hôm nay, ta nhất định phải tìm cho ra sát thủ sát hại cổ trùng. Nếu không, bất cứ người nào cũng không thể rời khỏi nơi này.
khí cổ đối với Hồ gia mà nói quý giá vô cùng. Nuôi một con tốn gần 10 năm tâm huyết, hơn nữa còn liên quan đến gia chủ chính thống. Bây giờ có người giết chết cổ trùng trước mặt bà, chẳng khác nào đánh vào mặt của bà tuyệt đối không thể để như vậy. Nếu không, về sau Hồ gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lão tỷ tỷ, ngươi cũng cho rằng là ta ra tay. Mạc Công kinh ngạc nhìn Hồ lão thái thái, chúng ta tương giao hơn 60 năm, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta? Không phải hoài nghi ngươi mà là muốn rửa sạch hiềm nghi cho ngươi. Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi. Hồ lão thái thái khuyên, Mạc lão đệ, chúng ta tương giao nhiều năm, ngươi cũng biết tầm quan trọng của khí cổ đối với Hồ gia ta. Ngươi cũng nên phối hợp một chút, mọi người đương nhiên sẽ không có ý kiến. Nghe xong, Mạc Công cũng không còn cách nào. Mạc Công ném quải trượng lên mặt bàn, lạnh giọng nói, ngươi không phải muốn điều tra sao? Lão Phu sẽ để cho ngươi điều tra. Tuy nhiên, nếu không tra ra manh mối gì, tiểu nha đầu ngươi cũng đừng trách Lão Phu kiếm chuyện với ngươi. Ngươi muốn ăn đòn đúng không? Dám cài bẫy cửu nha đầu. Hạ Thiên khó chịu nói, phiền nhất là loại người ngu ngốc dám làm mà không dám nhận như ngươi. Một chút khí phách cũng không có, khó trách các ngươi lại rác rưởi đến như vậy. Lẽ nào lại như thế? Tiểu tử, ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Mạc Công giận sôi lên, nói với Hồ lão thái thái, không phải ta không phối hợp mà là tên tiểu tử đó lấn người. Nếu ngươi không đuổi hắn đi, vậy thì Lão Phu sẽ đi. Hạ Thiên cười nói, ngươi muốn chạy thì cứ nói thẳng, quanh co lòng vòng kiếm cớ không mệt à. Để ta xem bên trong thủ trưởng này có cái gì. A Cửu tiện tay phá hủy thủ trưởng, chỉ thấy bên trong rỗng ruột với hơn non nửa chất lỏng màu xanh lam. Sau khi đổ ra, nó lập tức ngưng kết thành băng, rất nhanh hóa thành nước, biến mất không thấy đâu. Người tham gia bữa tiệc nhìn thấy cảnh này, trong lòng lập tức run lên. Nếu lão nhân này dùng băng châm không phải để giết cổ trùng mà là giết người, bọn họ chẳng phải mạng sống treo trên sợi tóc sao? À, cái này, Mạc Công mở to mắt, kinh ngạc nói, cây gậy này không phải của ta, nhất định là ai đã đánh cháo nó rồi. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn Hồ lão thái thái, lão tỷ tỷ, ngươi phải tin tưởng ta. Chúng ta giao tình 60 năm, làm sao ta có thể làm ra chuyện như vậy, nó cũng chẳng có gì tốt đối với ta. Tuyệt đối đã có người vụ oan cho ta. Đúng rồi, chính là ngươi, khẳng định ngươi vụ oan cho Lão Phu. Mạc Công đưa tay chỉ vào A Cửu, vừa rồi ngươi lén lút động tay động chân, đúng không? A Cửu bó tay, tất cả mọi người đều nhìn ta chằm chằm, ngươi cảm thấy ta đã làm như thế nào để có thể qua mắt được tất cả mọi người. Lão Phu mặc kệ, nhất định là ngươi. Mạc Công tức giận đến toàn thân phát run, bỗng dưng hóa thủ thành chảo, đột nhiên chộp vào A Cửu. Người dám hãm hại Lão Phu sẽ giết người chết, a. A Cửu đá thẳng một cước, đạp bay lão già ra ngoài. Hai, thất bại quá. Lão đầu bổ nhào giữa không trung, dùng tư thế rất đẹp rơi xuống đất, gương mặt cũng không còn kinh sợ và xấu hổ như vừa rồi. Thay vào đó là sự tiếc nuối lẫn không cam lòng, kế hoạch vốn rất tốt, kết quả lại thua ở chi tiết này. Đúng là đáng tiếc. Mạc Hoài Đức, quả thật là do ngươi làm. Hồ lão thái thái mở to mắt, không thể tin nổi. Mạc Công bật cười đắc ý, cũng lười giả bộ, đúng, là ta làm đấy. Vì sao, Hồ lão thái thái thật sự nghĩ mãi mà không rõ, nếu ngươi có dị oán hận ta, ngươi có thể nói ra, tại sao lại ra tay với cổ trùng. Từ trước đến nay, lão tỷ tỷ luôn đối xử không tệ với ta nào có lời dị oán giận chứ. Mạc Hoài Đức lắc đầu. Lộ ra vẻ cảm kích, ta vẫn luôn ghi nhớ điều này trong lòng, chỉ là ta già rồi, tuổi thọ không dài, nhưng ta vẫn còn chưa muốn chết, hơn nữa ta còn muốn trường sinh bất lão. Hồ lão thái thái nghe xong, lại càng cảm thấy khó hiểu, ngươi không muốn chết thì có thể đi cầu y, ta cũng có thể cung cấp cổ trùng kéo dài tuổi thọ cho ngươi, vì sao ngươi lại làm ra chuyện như vậy? Phi, cho ta cổ trùng thì dùng được gì chứ? Mạc Công phun một ngụm nước bọt. Mắng to, ngươi cho rằng ta sẽ giống như Đường lão tam, tào trị bản sao, biến thành con rối của Hồ gia các ngươi. Hồ lão thái thái quát hỏi, vậy rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đắc tội Hồ gia, Mạc gia các ngươi nửa bước khó đi ở Nam Cương, ngươi còn muốn trường sinh bất tử. Quả thật là si tâm vọng tưởng, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Quả nhiên đã nổi nóng, nụ cười trên mặt Mạc Công không giảm, lại còn thản nhiên nói tuy nhiên. Ngươi không uy hiếp được ta đâu.
đừng cho rằng ta không biết, bây giờ Hồ gia các ngươi cũng bản thân khó đảm bảo, sớm muộn gì cũng sẽ chìm. Tại sao ta lại phải cột chung một thuyền với Hồ gia các ngươi? Nể giao tình 60 năm, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hồ lão thái thái lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi nói ra là ai sai ngươi làm, ta có thể buông tha cho người Mạc gia các ngươi. Mạc Công cười lạnh, Hồ Tiểu Thúy, ngươi già nên hồ đồ rồi. Chỉ cần ngươi giao nguyên cổ bí hộp cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thì ra là ngươi có chủ ý này. Xem ra, tiểu tử vừa rồi là do ngươi sắp xếp. Hồ lão thái thái đột nhiên bừng tỉnh. Gia chủ Hồ gia từ trước đến nay đều do khí cổ lựa chọn. Nếu khí cổ nhận lầm hoặc xảy ra bất trắc, cũng chỉ có thể đến Nguyệt Phương Nguyên mời con cổ mẫu ra. Bây giờ cổ mẫu lại cất giữ bên trong nguyên cổ bí hộp. Không sai, Mạc Công cũng không giả bộ, trực tiếp ngả bài, không chỉ hắn ta, người trong bữa tiệc này, ngoại trừ con cháu của ngươi và hai đứa sao chổi này, những người còn lại đều là người của ta. Thuận tiện ta muốn nói một câu, trong ngoài bữa tiệc, trong thức ăn đã sớm bị ta hạ độc. Bây giờ các ngươi cũng chỉ là dê bò mặc người ta chém giết. Quả nhiên, những người kia được Mạc Công vạch trần thân phận, lập tức rút ra vũ khí, gần như một đối một khống chế tất cả những người ở đây. Thì ra là có chuẩn bị mà đến. Trên cổ Hồ lão thái thái cũng gác một con dao nhọn, người cầm dao chính là con gái của bà, Hồ Ứng Điệp, ngươi giỏi lắm, rất giỏi, lại ăn cây táo mà rào cây sung. Hồ Ứng Điệp hừ lạnh, lão thái bà ngươi nên chết từ sớm. Có ngươi ở đây, chọn ai quản lý cũng vô dụng thôi, cuối cùng còn không phải do ngươi nói sao. Ta chịu đủ rồi, giết ngươi, về sau ta chính là gia chủ. Đúng là ngây thơ. Hồ lão thái thái thất vọng cực kỳ đối với đứa con gái này. Có thể nói ra những lời đó, còn vọng tưởng thành sự thật, chẳng khác nào muốn chết. Ta ngây thơ nhưng bây giờ mạng của ngươi còn không phải nằm trong tay ta sao? Hồ Ứng Điệp cười lạnh không thôi, lập tức nói với Mạc Công, nếu đã bị phát hiện, chúng ta trực tiếp ra tay, đừng chậm trễ thời gian. Ngài Luân nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, ông cảm thấy tình huống này có chút phi diệu. Ta nói rốt cuộc các ngươi chuẩn bị bao nhiêu người, có vương bài gì hay không thì lấy ra hết đi. Bằng không, sau 10 giây, ta có thể phản sát toàn bộ các ngươi đấy. Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị đối thủ cho ngươi rồi. Hồ Ứng Điệp cười lạnh, bỗng quát, Hồ Tứ Nhãn, ra làm việc đi. Từ trong bóng tối lao ra một bóng người to lớn, là một nam tử đeo mắt kính gọng vàng, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, Ứng Điệp, ngươi nóng nảy quá rồi. Bây giờ không phải là lúc bại lộ thân phận, dù sao chúng ta ngay cả Nguyệt Phương Nguyên còn chưa trà trộn vào được. Trà trộn vào đến nơi thì chết mất rồi. Mặc dù ta phản Hồ gia, nhưng ta không muốn đối nghịch với cổ thần bà. Hồ Ứng Điệp hừ lạnh, hơi trào phúng, ta chỉ cần làm gia chủ Hồ gia. Các ngươi chỉ cần giết Hạ Thiên, còn có sư phụ của hắn. Tuy nói Trương Minh Đà không ở đây, nhưng Ngải Luân cũng là sư phụ của hắn, các ngươi giết chết ông ta đi. Đi, nam tử đeo mắt kính gọng vàng mỉm cười nhìn Hạ Thiên, quá tốt rồi, Hạ Thiên, người vạn lần không nghĩ đến sẽ rơi vào tay của ta. Hạ Thiên ung dung hỏi, ngươi là tên ngốc nào thế? Ha ha, ngươi không biết ta thì không sao, nhưng ngươi nhất định biết em trai của ta. Nam tử đeo mắt kính gọng vàng vừa cười vừa nói. Em trai là tên ngốc nào? Hạ Thiên vẫn hờ hững như trước. Ha ha, đến bây giờ vẫn còn giả ngu. Nam tử đeo mắt kính gọng vàng đẩy gọng kính của mình lên, cười nói, ta tên Hồ Tứ Quang, đến từ Hồ gia đảo quốc. Nói vậy, chắc ngươi có ấn tượng rồi chứ? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chẳng có ấn tượng gì cả. Ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi. Nam tử đeo mắt kính gọng vàng quát, em trai ta Hồ gia vĩ đã chết trong tay tiện nhân Ninh Nhụy Nhụy của ngươi. Ta đến để báo thù cho nó. Bớt nói nhảm đi. Hồ Ứng Điệp không kiên nhẫn, ngươi chưa từng xem phim sao? Nhân vật phản diện bình thường hay chết vì nói nhiều, đừng cho hắn cơ hội lật bàn. Lúc này làm bộ cái gì nữa, cứ trực tiếp giết hắn, sau đó tiến hành bước kế tiếp của chúng ta. Gấp cái gì? Nam tử mắt kính gọng vàng lại không cho rằng như vậy. Hắn ta phản bác, trước khi giết người, nếu không nói ra hết những lời cần nói, vậy ta báo thù còn có ý nghĩa gì nữa? Được rồi. Vậy ngươi cứ tiếp tục giả bộ ở đây đi, ta đi xử lý chuyện của ta. Hồ Ứng Điệp cũng lười nói nhảm. Dù sao hợp tác cũng là theo nhu cầu.
ả ta quay sang nói với Hồ Lão Thái Thái, mẹ, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh tâm sự với nhau đi. Hồ Lão Thái Thái vô cùng tỉnh táo, người tốt nhất nên biết cho rõ ràng mình đang làm cái gì. Con đương nhiên biết rõ. Hồ Ứng Điệp cười lạnh, hơi chút ngoan độc, mẹ đơn giản chỉ muốn nói, nếu con thất bại sẽ có kết quả bi thảm. Con nói cho mẹ biết, con tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa con cũng tuyệt đối không thất bại. Vậy thì tốt, để ta rửa mắt mà đợi xem ngươi có thể bày ra chiêu gì. Hồ Lão Thái Thái mặt không thay đổi đáp lại. Mẹ, tốt nhất mẹ nên phối hợp một chút. Hồ Ứng Điệp không bị kích thích, cười nói, chúng ta đến địa lao trước. Con đoán chừng Trương Du cũng đã khống chế tốt bên đó rồi. Hồ Lão Thái Thái vẫn không phản kháng, mặc cho Hồ Ứng Điệp áp giải bà rời khỏi bữa tiệc. Tốt, bây giờ nơi này do ta quyết định. Nam tử đeo mắt kính gọng vàng lặng lẽ cười một tiếng, ánh mắt âm độc nhìn Hạ Thiên, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi như vậy đâu. Ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, sau đó quay video mang về thưởng thức mỗi ngày. Lại một tên biến thái muốn chết, A Cửu bĩu môi, cười hỏi, hơn nữa, ta cũng chẳng có bất kỳ ân oán gì với ngươi. Ngươi có thể tha cho ta một mạng không? Nam tử đeo mắt kính gọng vàng lạnh lùng đáp, ngươi cảm thấy ngươi có khả năng sống sót sao? Có cái gì mà không cảm thấy? A Cửu mỉm cười đáp lại, dù gì thì cũng cần phải nói đạo lý chứ. Các ngươi giết chết Hạ Thiên, còn có những người khác là vì ân oán trước kia, ta chỉ là người ngoài cuộc, giết ta có ý nghĩa gì đâu, chỉ bằng thả ta ra, ta cam đoan về sau sẽ không gây chuyện với các ngươi. Bớt làm bộ đi, nam tử đeo mắt kính gọng vàng oán độc nói, nữ nhân của Hạ Thiên đều phải chết hết. Vốn ta muốn dụ Ninh Nhụy Nhụy đến đây, kết quả vẫn không tìm thấy nàng ta ở đâu. Nếu đã vậy, ta sẽ giết ngươi trước để giải hận. A Cửu làm ra vẻ kinh ngạc, không phải vậy chứ? Ngươi tàn nhẫn như vậy sao? Có muốn trách thì trách ngươi là nữ nhân của Hạ Thiên. Nam tử đeo mắt kính gọng vàng cười rộ lên. Loại cảm giác có thể khống chế sống chết của người khác thật thoải mái, ta không chỉ muốn giết ngươi, ta còn muốn. Mạc Công không nhịn được, được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Ngươi mau bắt đầu đi, nếu làm trễ nãi đại sự, chúng ta đều sẽ mất mạng. Nam tử đeo mắt kính gọng vàng bị cắt ngang, trong lòng hơi bất mãn, nhưng lão nhân này nói không sai, được rồi, bây giờ ta đã sắp xếp xong nhiệm vụ. Đằng dã, ngươi cũng đừng tránh né nữa, ngươi và tiểu tổ của ngươi đối phó sát thần Ngải Luân. Mạc lão, Vạn Quy Nhân là đối thủ của ngươi, vậy thì giao cho ngươi. Hồ Nhất Vạn, ngươi không phải muốn xoay người làm chủ nhân sao? Hồ Hóa Vũ giao cho ngươi. Không bao lâu sau, tất cả mọi người trong yến hội đều được sắp xếp rõ ràng. Mạc Công hơi cau mày, để Vạn Vô Nhất Thất, chúng ta nên tập trung giải quyết cùng một chỗ. Yên tâm đi, bọn chúng đều trúng độc của chúng ta, thực lực cùng lắm cũng chỉ phát huy được 2-3 thành. Nam tử đeo mắt kính gọng vàng vô cùng bất mãn với thái độ của Mạc Công, lập tức bác bỏ ý kiến của ông ta, nếu ngươi không đối phó được Vạn Quy Nhân, ngươi dứt khoát chết ở đây là được rồi. Nam tử tên đằng dã nói, người mà ta muốn giết là Hạ Thiên. Hắn giết em trai của ta, người hãy giao hắn lại cho ta. Đằng dã, người gấp cái gì? Nam tử đeo mắt kính gọng vàng lạnh giọng nói, người giải quyết Ngải Luân trước rồi nói sau. Ông ta là sát thủ đỉnh cấp thế giới, có danh xưng sát thần năm đó. Nếu ngươi giết chết ông ta, thanh danh của ngươi trong giới sát thủ tuyệt đối có thể đạt đến đỉnh cao, điều này còn không mạnh hơn so với báo thù sao? Vậy vì sao ngươi không giết ông ta? Đằng dã phản bác. Nam tử đeo mắt kính gọng vàng phản biện lại, ta không phải sát thủ, không cần thanh danh. Hơn nữa, Hạ Thiên còn có tác dụng đối với ta. Chờ ta lợi dụng xong, ta để cho ngươi giết cùng một chỗ, như thế nào? Ngươi tốt nhất nên tuân thủ lời hứa. Đằng dã hừ lạnh một tiếng, quay sang nhìn Ngải Luân, sát thần đúng không? Ngươi có dám so đao với ta không? Ngải Luân không muốn nói thêm với tên phế vật đảo quốc, chỉ quay sang nói với Hạ Thiên, ngươi không ra tay là vì muốn xem náo nhiệt hay là vì trúng chiêu. Nhị sư phụ, trên đời này không ai có thể khiến cho ta bị trúng chiêu. Hạ Thiên nhếch miệng, bất mãn nói, chẳng qua ta chỉ cảm thấy những người này quá cùi bắp, không xứng cho ta ra tay. Ta đang chờ lão đại ngu ngốc của bọn họ. A Cửu tò mò hỏi, ngươi biết lão đại của bọn họ là ai? Không biết. Cho nên ta mới chờ.
Hạ Thiên mỉm cười đáp. Được rồi, ta mặc kệ ngươi. Ngài Luân khoát tay, chậm rãi đứng dậy nói với Đằng Dã, nơi này đích thật không thi triển được, còn có thể bị tiểu tử Hạ Thiên kia đoạt danh tiếng. Chúng ta tìm một chỗ không người đi. Đằng Dã cười lạnh, đúng là không thể nào tốt hơn. Ta đã nghe nói qua thanh danh của ngươi 23 năm trước, vừa nghĩ đến việc ngươi có thể chết dưới đao của ta đã kích động lên rồi. Trước đừng kích động, còn một vấn đề cần phải hỏi rõ. Ngài Luân khoát tay, lạnh lùng nói, trước đó ta nhận được tin có một sát thủ xuất đạo cùng thời với ta là Dạ Sát đến Nam Cương, đêm nay cũng sẽ xuất hiện, tại sao ta không gặp hắn ta? Ta chính là Dạ Sát. Đằng Dã đặt tay lên chuôi đao, chậm rãi nói. Ngài Luân sầm mặt lại, đùa như thế với ta, thích hợp lắm sao? Nhị sư phụ, ông cũng ngu ngốc quá rồi. Hạ Thiên cười nói, Dạ Sát là cha của hắn ta kế nghiệp cha của hắn ta chứ sao? Đằng Dã có chút ngoài ý muốn nhìn Hạ Thiên, cũng không che giấu, Dạ Sát là bảo đao truyền thừa của Đằng Dã ra chúng ta. Ai có được thanh đao này, người đó chính là Dạ Sát. 10 năm trước, thanh đao này đã rơi vào tay của ta. Lão gia hỏa kia đâu? Ngài Luân thuận miệng hỏi. Bị đánh bại bởi một người không nên bại, 10 năm trước đã mổ bụng tự vận rồi. Sắc mặt Đằng Dã trở nên lạnh lẽo, người đó là một nữ nhân họ Ngải của ám ảnh đoàn, là nữ nhân còn rất trẻ. Đây quả thật là một sự sỉ nhục đối với Đằng Dã gia chúng ta. Ngài Luân cười nói, thì ra là con gái của ta. Là vợ của ta. Hạ Thiên hờ hững nói, cho dù cả nhà các ngươi tiến lên cũng không phải đối thủ của nàng. Tốt, rất tốt, Đằng Dã nghiến răng, giọng điệu căm hận, thế thì ta lại càng muốn giết chết các ngươi. Hôm nay hai người các ngươi phải chết. Nam tử đeo mắt kính gọng vàng sợ Đằng Dã ra tay ngay tại chỗ, lập tức nhắc nhở từng bước một thôi. Ngươi giải quyết Ngải Luân trước rồi nói. Hạ Thiên bên này có ta, ngươi đừng nhúng tay vào. Hừ. Đằng Dã đặt tay lên chuôi đao, nhưng vẫn không động đậy, chỉ nói với Ngải Luân, con gái của ngươi giết cha của ta, vậy ta sẽ giết cha của nàng ta, thuận tiện rửa sạch ô danh của Đằng Dã ra. Ngươi nói nghe êm tai nhỉ, Ngải Luân khinh thường nói, ngươi còn không phải dùng chút mánh khóe hèn hạ đó sao? Bản lãnh của các ngươi chỉ có bấy nhiêu, có thể thành đại sự gì chứ? Phụ đột, đại na di thuật, Đằng Dã cũng không phản đối, chỉ ném ra hai viên đạn. Nổ thành sương mù đầy trời. Chờ sương mù tan hết, hắn ta và Ngải Luân đều biến mất không thấy đâu. Không bao lâu sau, những người khác cũng được mang đi. Trong bữa tiệc chỉ còn lại một mình Hạ Thiên và nam tử đeo mắt kính gọng vàng. Về phần A Cửu, nàng đã bị hai người có thù với Âm Y Môn dẫn đi. Hạ Thiên cũng chẳng ngăn cản. Dù sao những người kia cũng chẳng tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho A Cửu. Đoán chừng vừa ra ngoài thì đã bị xử lý. A Cửu trước kiếm cơ hội ra ngoài, sau đó đi cứu nữ nhân tên Tề Ngữ Thi. Hạ Thiên, ta có mấy chuyện muốn hỏi ngươi. Nam tử đeo mắt kính gọng vàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Như vậy, sau khi ta hỏi xong, ta có thể cho ngươi chết thống khoái. Bằng không, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Hạ Thiên hờ hững nói, ta không rảnh nói nhảm với ngươi ở đây. Ngươi mau gọi lão đại của ngươi đến đây đi, ta làm sạch cùng một lúc. Đến bây giờ mà ngươi còn lớn lối như vậy, ngươi đúng là không biết sống chết. Nam tử đeo mắt kính gọng vàng có chút thất vọng đối với phản ứng của Hạ Thiên, nhưng rất nhanh đã gạt tâm trạng này sang một bên, ta hỏi ngươi, em trai Hồ Gia Vĩ của ta chết khi nào? Trước khi chết, nó có giao phó gì đặc biệt hay không? Bây giờ Ninh Nhụy Nhụy đang ở đâu? Vì sao chúng ta tìm khắp nơi cũng không tìm thấy nàng ta? Xem ra các ngươi cũng không phải hoàn toàn là phế vật. Hạ Thiên nghe được những vấn đề này, không khỏi coi trọng nam tử đeo mắt kính gọng vàng, tuy nhiên, loại phế vật như ngươi hỏi cũng vô dụng thôi. Nam tử đeo mắt kính gọng vàng trừng Hạ Thiên, tiểu tử ngươi muốn chết đúng không? Bây giờ cái mạng nhỏ của ngươi nằm trong tay ta, ngươi có biết hay không? Mạng của ta nằm trong tay ta. Ai cũng không nắm giữ được. Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói, nếu sau 10 giây, lão đại của ngươi vẫn chưa xuất hiện, ngươi sẽ trở nên vô tác dụng. Xem ra, không cho ngươi nếm thử chút lợi hại, ngươi sẽ không biết cái gì gọi là phục tùng. Nam tử đeo mắt kính gọng vàng bỗng dưng lấy ra một con côn trùng màu đỏ to bằng ngón cái, ta nhớ ngươi có ăn thức ăn trong bữa tiệc,
bên trong thức ăn có hạ cổ, người không nghĩ đến sao? Hạ Thiên nói, có nghĩ đến, ta ăn chính là đám cổ trùng đó, hương vị cũng không tệ, mỗi con ít nhất cũng được nuôi 20-30 năm. Ngươi còn không, xem như đồ ăn vặt cũng không tệ. Ngươi, nam tử đeo mắt kính gọng vàng tức đến mức nghẹn lời, đành phải dọa, ta sẽ cho ngươi chịu chút đau đớn. Đi, phệ tâm cổ, để con cháu đời đời của ngươi cắn nát lục phủ ngũ tạng của hắn. Con côn trùng to bằng ngón tay cái bỗng dưng vỗ cánh bay lên, vòng quanh cơ thể Hạ Thiên, miệng phát ra một loại sóng âm cực kỳ quỷ dị. Ha ha ha, thế nào, có phải rất đau không? Nam tử đeo mắt kính gọng vàng thấy Hạ Thiên cau mày, không khỏi cười ha hả, lục phủ ngũ tạng bị cắn xé đau đớn, người bình thường không thể chịu đựng được. Cho dù ngươi cho rằng mình có công lực cao thâm, ngươi vẫn khó có thể chịu đựng. Ngươi hãy hưởng thụ cho ta đi. Hẳn sẽ rất đau đớn. Hạ Thiên nhướng mắt, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác nào sao? Nam tử đeo mắt kính gọng vàng biến sắc, ngạc nhiên hỏi, ngươi nói vậy là có ý gì? Hạ Thiên mỉm cười nói, chẳng có ý gì cả, chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Phốc! Nam tử đeo mắt kính gọng vàng im lặng nửa giây, đột nhiên trong bụng truyền đến một cơn đau kịch liệt không cách nào tưởng tượng được. Hắn ta há miệng phun ra một ngụm máu, bên trong còn kèm theo mảnh vụn của lục phủ ngũ tạng. Cái này! Ánh mắt nam tử đeo mắt kính gọng vàng không khỏi hiện lên sự sợ hãi. Hắn ta nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ không ra đúng không? Hạ Thiên lười biếng nói, ngươi cũng không cần hiểu rõ, cứ trực tiếp chết đi thì tốt hơn. Ta không có nghĩa vụ giải thích với ngươi. Cứu, cứu! Nam tử đeo mắt kính gọng vàng đau đớn ôm bụng, khó khăn phát ra âm thanh. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, không ai cứu được ngươi đâu. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nếu ngươi khai ra người đứng đằng sau ngươi là ai, ta có thể giúp cho ngươi dễ chịu lại. Nam tử đeo mắt kính gọng vàng nghe xong, không chút do dự nói, hắn ta là Phong. Chỉ tiếc là, vừa nói ra được mấy chữ, máu trên người hắn ta phun ra như suối. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, gần như tất cả máu trong cơ thể đều phun hết ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi, hiển nhiên chết đến mức không thể chết thêm. Đúng là phế vật, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Một bóng người từ trong bóng tối bước ra, âm trầm nhìn Hạ Thiên. Không nghĩ đến giết loại người như ngươi còn cần ta ra tay. Hạ Thiên đưa mắt nhìn người đối diện, ngươi chính là lão đại của bọn họ. Lão đại thì chưa nói đến, ta chỉ là người phát ngôn của tổ chức tại Phương Đông mà thôi, hơn nữa còn là một trong số đó. Người đến cách Hạ Thiên khoảng 10 mét thì ngừng lại, ngạo nghễ nói, ta xin tự giới thiệu, ta là Phong Thiên Vương, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lại là người Thiên Cung, Hạ Thiên khó chịu nói. Xem ra ta nên tranh thủ thời gian đến nhổ tận gốc tổ chức của các ngươi ở nước ngoài, tránh cho các ngươi cứ tìm ta gây chuyện mãi. Gương mặt Phong Thiên Vương hiện lên sự mỉa mai, ánh mắt nhìn Hạ Thiên như nhìn một tên ngốc. Hạ Thiên, ngươi đúng là cực phẩm, một đóa kỳ hoa, một loại, biến thái không cách nào hình dung. Thứ cho ta dùng từ này, nó không phải nghĩa xấu, mà là ca ngợi, ngươi hẳn sẽ rất thích. Thích cái đầu ngươi đấy, ngươi mới là biến thái. Hạ Thiên nhếch miệng. Khó chịu nói, ta là thiên tài, không cùng một loại người với đám ngu ngốc các ngươi. Phong Thiên Vương lắc đầu, có phải cùng một loại người hay không không quan trọng, quan trọng là hôm nay ngươi phải chết. Tuy nhiên, ta có thể thay ngươi hoàn thành một tâm nguyện chưa làm. Ta không có hứng thú cần ngươi hoàn thành tâm nguyện gì cả. Thái độ của Hạ Thiên vẫn hờ hững như cũ, muốn đánh nhau thì nhanh lên một chút, ta còn phải đi tìm cửu nha đầu nữa, đừng chậm trễ thời gian của ta. Đánh nhau, Phong Thiên Vương hoàn toàn không tán đồng điều này, mặc dù võ công của ta, ngoại trừ cung chủ thì không có ai là đối thủ, nhưng ta từ trước đến nay không chủ trương dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, mà là dùng cái này. Nói xong, hắn ta chỉ tay vào đầu của mình. Nói giống như thật vậy, Hạ Thiên khinh thường nói, chẳng lẽ tên ngốc đeo kính kia không phải do ngươi giết? Thế không phải do ngươi giết chết sao? Phong Thiên Vương làm ra vẻ kinh ngạc, ngẫm lại. Tại sao ta lại giết thuộc hạ của mình được chứ? Hạ Thiên lại càng thêm khó chịu, phiền nhất là người khác diễn kịch trước mặt ta, lại còn diễn dở đến như vậy. Đó chính là niềm vui thú. Phong Thiên Vương thất vọng lắc đầu, chẳng lẽ ngươi không thích xem con mồi tranh nhau đủ kiểu sao? Thậm chí còn có con sẵn sàng quỳ xuống trước thợ săn cầu xin à. Điều đó rất mê người.
Kẻ sắp chết giãy giụa, ta xem cả trăm lần cũng không chán. Nhất là cái gọi là cường giả quỳ gối trước mặt ta. Cảm giác này, đơn giản, không cách nào hình dung được. Ngu ngốc, Hạ Thiên cảm thấy người này chính là một tên ngu ngốc từ đầu đến đuôi, có đánh hay không? Không đánh thì đi chết đi, đừng làm chậm trễ thời gian của ta. Rất tốt, rất có tinh thần. Phong Thiên Vương lặng lẽ cười hai tiếng, nhẹ nhàng chỉ tay vào Hạ Thiên, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, xem cái gì là lạch trời không thể vượt qua, tránh cho ngươi chìm đắm trong sự tưởng tượng mình là vô địch thiên hạ, không cách nào tự kềm chế được. Hạ Thiên nghe xong, cũng chẳng phản ứng, ánh mắt nhìn thoáng qua sau lưng, sau đó quay người đá ra một cước. Bành! Một cước này đá thẳng vào hư không, nhưng lại phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Phong Thiên Vương đứng ở phía đối diện chợt biến thành một con gió nhẹ, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Thú vị thật, ngươi có thể khám phá được thuật phong chướng của ta. Xem ra, lần này ta có thể chơi thật được rồi. Thân hình Phong Thiên Vương dần dần ngưng thực, khuỷu tay phải đỡ được cú đá của Hạ Thiên. Hạ Thiên vẫn không hứng thú cho lắm, ngươi chẳng chút thú vị gì cả. Loại thủ đoạn này cấp quá thấp. Vậy thì chơi cấp cao đi. Phong Thiên Vương cười lạnh. Hai tay nhẹ nhàng đẩy một cái, chỉ thấy một luồng cuồng phong chạy vội đến sau lưng Hạ Thiên. Chỉ cái này thôi sao? Hạ Thiên sử dụng phiêu miễu bộ, chợt lóe lên vòng qua luồng cuồng phong, một quyền đánh vào bụng Phong Thiên Vương. Phong Thiên Vương nhếch miệng cười lạnh, quả nhiên đây cũng chỉ là thế thân, bị đánh thành từng sợi gió. Chỗ này quá nhỏ, chúng ta lên trời chơi đi. Âm thanh Phong Thiên Vương vang lên giữa không trung. Tiếp theo 7-8 cơn gió lốc đột nhiên xuất hiện, trong chớp mắt đã thổi căn biệt thự to lớn của Hồ Gia thành bã vụn, thậm chí ngay cả đỉnh núi cũng bị gọt thấp hai tấc. Hạ Thiên đằng không bay lên, một quyền linh hoạt tách mấy cơn gió lốc ra, thẳng đến nhân ảnh đang trôi nổi giữa không trung. Ngươi bay được sao? Ta đúng là xem thường ngươi quá. Phong Thiên Vương có thể ngự phong, tất nhiên có thể phi hành. Hắn ta nhìn thấy Hạ Thiên trôi nổi giữa không trung, không khỏi kinh ngạc. Hạ Thiên lạnh nhạt nói, chỉ là thao tác cơ bản mà thôi, chẳng có gì phải kinh ngạc. Mấy bà vợ của ta ai cũng có thể bay được, chỉ là ta lười bay mà thôi. Ngươi bớt làm bộ đi. Phong Thiên Vương đưa tay đánh ra một luồng gió lốc xoay tròn, ném về phía Hạ Thiên, ngươi hãy ăn của ta một phong toàn hoàn đi. Cái tên khó nghe muốn chết. Hạ Thiên tùy ý vung tay lên, đánh tan luồng gió xoáy, đúng là không có văn hóa. Ngươi không được đi học sao? Ngươi nói chuyện giống như ngươi có văn hóa lắm vậy. Phong Thiên Vương khó chịu đáp lễ một câu, ngươi mới giống như chưa từng đi học. Hạ Thiên khinh thường nói, ta là người thông minh nhất thiên hạ, ta không cần đi học. Mấy thứ đó, ta nhìn qua một chút là học được ngay. Nếu ngươi là thiên tài, vậy ta chính là thiên tài trong thiên tài. Hãy ăn của ta một đại phong đao đi. Phong Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, hai tay hơi giao nhau, sau đó chém ra. Hai phong đao to lớn vô cùng dùng tốc độ cực nhanh chém về phía Hạ Thiên. Thân ảnh Hạ Thiên như quỷ mị xuyên qua hai phong đao, chỉ một lát đã vọt đến trước mặt Phong Thiên Vương, bóp quyền đánh xuống. Lại là chiêu này nữa sao? Gương mặt Phong Thiên Vương tràn ngập khinh thường, ngươi cho rằng ta sẽ bị chiêu thức giống nhau của ngươi đánh trúng lần nữa, à? Hắn ta còn chưa nói hết, gương mặt đã ăn một quyền của Hạ Thiên, ngay cả thế thân cũng không kịp dùng. Cả người như đạn pháo ra khỏi nòng, nặng nề rơi xuống đất. Chấm. Đỉnh núi. Đằng dã một tay đè lên vỏ đao, một tay khác ấn xuống chuôi đao, hai mắt nhìn chằm chằm Ngải Luân phía đối diện. Ngải Luân có danh xưng sát thần, 23 năm trước đã là sát thủ đỉnh cao thế giới, có danh xưng là sách giáo khoa giới sát thủ. Đối chiến người như ông, ngay cả nửa giây khinh thường cũng không được. Bởi vì chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi cũng đủ cho ông giết bất cứ người nào. Ngươi nhìn đủ chưa? Sao không rút thanh đao gì xét của ngươi ra? Ngải Luân đứng đối diện, thái độ giống như đi dạo, hoàn toàn không để đối phương vào mắt. Tuy đằng giã là nhẫn giả, nhưng thật ra lại là võ giả, kiếm hào nã đao, bởi vì đảo quốc không phân biệt kiếm đao. Hôm nay ta sẽ dùng dạ sát chấm dứt tính mạng của ngươi, xóa bỏ sự sỉ nhục của đằng giã ra chúng ta. Mặc dù đằng giã bị kích nhưng lòng không loạn, Ngải Luân nhìn toàn thân trên dưới đều có sơ hở, nhưng đây nhất định là giả tượng, là mồi nhử, là cạm bẫy. Hắn ta tuyệt đối sẽ không nhằm vào sơ hở quá rõ ràng như vậy. Ngải Luân lắc đầu,
đưa mắt nhìn sắc trời, tranh thủ thời gian đi. Nếu ngươi còn không đánh, vậy xem như. Thì thế nào, Đằng Giã cau mày, cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn ta hoài nghi Ngải Luân không sợ như vậy, rất có khả năng đã sắp xếp hậu thủ. Ngải Luân ngáp một cái, đến giờ ta đi ngủ rồi. Ta làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, không có khả năng vì ngươi mà phá lệ. A, à, Đằng Giã cảm thấy mình bị sỉ nhục, giả bộ giống như bị chọc giận, tiến lên nửa bước, đao trong tay trong nháy mắt rút ra khỏi vỏ, biến thành một luồng ánh sáng trắng chém về phía cổ Ngải Luân. Một đao này được đấy. Ngải Luân nhắm mắt lại, mỉm cười đánh giá. Khi đao sắp đụng vào cơ thể của ông còn nửa giây, ông mới nhích sang một bên tránh một đao kia, tuy nhiên, tốc độ còn kém hơn cha của ngươi mấy cấp bậc, hoàn toàn không đả thương được người khác. Ngươi, chết đi, thân hình Đằng Giã thay đổi, sử dụng bộ pháp kỳ quỷ bất định, hai ba bước đã đến trước mặt Ngải Luân, hai tay nắm chuôi đao chém ra tư thế bán nguyệt trảm. Mũi chân Ngải Luân điểm nhẹ thối lui về phía sau, đột nhiên ông cau mày, bởi vì chẳng biết từ lúc nào Đằng Giã đã ở sau lưng ông. Trường Dạ Vô Minh, phá nguyệt nhất đao. Đằng Giã nắm lấy cơ hội, lập tức đánh ra tuyệt chiêu trong Trường Dạ nhất đao lưu của Đằng Giã ra hắn ta về phía Ngải Luân. Quá chủ quan rồi, Ngải Luân tránh cũng không thể tránh, chỉ vững vàng đón đỡ. Ông cho rằng mình sẽ tàn huyết nhưng cũng không còn cách nào khác. Đúng vào lúc này, một vài cơn gió lốc bỗng nhiên nổi lên, trong nháy mắt phá vỡ biệt thự Hồ ra thành cặn bã, đồng thời còn nhấc lên bụi đất đầy trời, làm hỏng một đao của Đằng Giã. Ha ha, trời cũng giúp ta. Ngải Luân cười lớn, đao trong tay trên dưới tung bay, từ đao thế mở ra một lối đi riêng, bình yên né tránh. Không thể nào, là ai đã làm hỏng việc của ta? Đằng Giã tức đến mức thở hổn hển, đưa mắt nhìn xung quanh muốn tìm ra tên khốn đã phá hỏng thi pháp của hắn ta. Kết quả, hắn ta nhìn thấy hai bóng người đang chiến đấu giữa không trung. Ngải Luân tất nhiên cũng nhìn thấy, Hạ Thiên có thể bay, là chân ma huyễn của thế giới này. Coi như thần tiên đánh Na Hu đi. Có sơ hở, tiếp đây. Đằng Giã lợi dụng đúng cơ hội, lóe lên trước người Ngải Luân. Một lần nữa tế ra phá nguyệt nhất đao, nhưng lần này lại càng mạnh và sắc bén hơn. Tiếc là, khi đao thế của hắn ta sắp thành, một bóng đen từ trên trời rơi xuống, nặng nề đập vào người hắn ta. Bành! Tiếng vang qua đi, đừng nói đao thế, ngay cả Đằng Giã cũng bị nện chết. Ngải Luân nhìn thấy Hạ Thiên từ trên trời rơi xuống, không khỏi phủi tay, bớt cho ta phải ra tay. Lần này Đằng Giã ra khả năng tuyệt hậu rồi. Nhà hắn ta tuyệt hậu hay không liên quan gì đến ta. Hạ Thiên nhếch miệng, nhị sư phụ, nếu ông cảm thấy đáng tiếc, ông có thể đến đảo quốc thay nhà hắn ta gieo giống. Ngải Luân bất mãn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, tại sao ngươi lại ăn nói với sư phụ như vậy? Nhị sư phụ, điều này chẳng phải gia tăng thêm niềm vui trong cuộc sống cho ông sao? Hạ Thiên trêu chọc, thế tại sao ngươi không gia tăng niềm vui thú cho ngươi đi? Ngải Luân lại trừng Hạ Thiên, người đó chỉ biết học xấu theo lão đại và lão tam. Khi còn bé, người đáng yêu biết bao nhiêu, còn bây giờ lại gian xảo bấy nhiêu. Có đôi khi người còn vô lại nữa. Ông đừng nói như vậy. Hạ Thiên dĩ nhiên không đồng ý, đại sư phụ và tam sư phụ đều nói ta học cái xấu từ ông đấy. Ngài Luân tức giận phản bác, đánh rắm. Lão tử là danh môn thế gia, từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, làm sao có thể dạy ra loại đồ đệ như ngươi. Ngươi nhất định đã bị bọn họ ảnh hưởng. Trách nhiệm này, ba người chậm rãi tính toán lại. Hạ Thiên mỉm cười, sau khi tính xong, nhớ nói với ta một tiếng. Ta thấy thiên tính của tiểu tử ngươi chính là như vậy. Ngải Luân nói, bây giờ ngươi còn kiếm chuyện ly gián, nhất định muốn ba lão gia hỏa chúng ta đánh một trận. Điều này có chỗ tốt gì đối với ngươi? Hạ Thiên nói, ta chỉ sợ mọi người già rồi nên cảm thấy nhàm chán. Cho nên ta tìm chút việc vui cho mọi người, không thể lúc nào cũng trầm mê trong nữ sắc. Ngươi có ý gì khi nói với ta những lời này? Ngải Luân mở to mắt, giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế gian này, ngươi có mấy bà vợ? Ba người chúng ta cộng lại, con mẹ nó được bao nhiêu? Có cái gì phải ngại chứ? Hạ Thiên tỏ ra nghiêm túc giải thích, mọi người không thể so với ta được. Ta là thiên tài, còn đẹp trai nhất thiên hạ. Bao nhiêu bà vợ cũng không đủ cho ta. Ngải Luân im lặng, sửng sốt 2-3 giây, sau đó chỉ vào Hạ Thiên, ta đang chờ mong ngươi có ngày bị nữ nhân ép khô.
sớm muộn gì cũng có nữ nhân mạnh hơn ngươi vô số lần xuất hiện, chỉ ngươi đến khi nào phục mới thôi. Không thể nào, Hạ Thiên tự tin nói, cho dù có nữ nhân như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị mị lực của ta chinh phục. Năm đó, muội muội chân dài, còn có vợ nữ hoàng không phải như thế sao? Ngải Luân. Hạ Thiên nhìn Ngải Luân, sư phụ, ông không thể nói lại đúng không? Dù sao ta nói cũng là sự thật, ông không phản bác được cũng là chuyện bình thường. Con mẹ nó, ta lười nói nhảm với ngươi. Tiểu tử ngươi đang cố tình chọc tức ta. Ngải Luân khoát tay, không muốn nói nhảm với Hạ Thiên nữa, ta xuống địa lao xem sao. Hồ lão thái thái không thể xảy ra việc, nếu không, lão thái bà ca lột ra ta đấy. Nhị sư phụ, ông sợ vợ sao? Hạ Thiên mỉm cười hỏi. Ngải Luân không tiếp chiêu, trực tiếp xoay người rời đi. Căn biệt thự của Hồ gia đã biến thành một đống phế tích nhưng lối vào địa lao vẫn còn. Hai, căn biệt thự này nát đúng là chẳng có chút sức lực nào cả. Hạ Thiên lắc đầu, dự định đi tìm A Cửu, bỗng nhiên hắn phát hiện được sự dị thường, không khỏi thở nhẹ một tiếng, sao? Mặt đất khẽ chấn động, là một động tĩnh cực kỳ nhỏ, người bình thường thậm chí không phát hiện ra được. Tuy nhiên, Hạ Thiên không phải người bình thường, tất nhiên có thể phát hiện ra, rất nhanh cũng biết được nguyên nhân, đã sắp chết, vậy thì nên thành thật chờ chết, vùng vẫy giấy chết cũng vô dụng. Ngươi mới vùng vẫy giấy chết đấy, lão tử sẽ phát đại chiêu tiễn ngươi xuống địa ngục. Phong Thiên Vương từ trong hố sâu bò lên, quần áo rách nát, vết thương chồng chất, nhưng ánh mắt lại càng thêm hừng hực, thậm chí còn phát sáng. Ồ, ngươi còn có chiêu nào nữa vậy? Hạ Thiên lười biếng nhìn Phong Thiên Vương, nếu không khác gì so với trước đó, ta thấy ngươi nên trở lại chút khí lực để lại di ngôn đi. Cơ thể Phong Thiên Vương cũng nổi lên bạch quang mỏng nhạt, cả ngọn núi lắc lư ngày càng kịch liệt, giống như chân núi có cự thủ hồng hoang sắp thức tỉnh. Hạ Thiên, ngươi nên cảm thấy đây chính là tam sinh hữu hạnh. Gương mặt Phong Thiên Vương hiện lên sự thương xót và đồng tình, một chiêu này, đời ta chỉ có thể sử dụng một lần, vừa lúc tiễn ngươi về Tây Thiên. Hạ Thiên không quan trọng khoát tay, lời này của ngươi ta đã nghe vô số người nói qua, nhưng cho đến trước mắt, ta vẫn sống rất tốt như cũ. Đừng nhập ta làm một với đám phế vật tầm thường đó. Phong Thiên Vương lạnh giọng mắng một tiếng, ta có thể chất thần phong trời sinh, không cùng một loại người với đám phàm phu tục tử. Ta sinh ra sẽ đến thần đàn, bước vào vĩnh sinh, làm sao thua loại người như ngươi chứ? Lời này, ta cũng đã nghe qua rất nhiều lần. Hạ Thiên móc móc lỗ tai, mấy người nói những lời đó, nếu cỏ mộ phần bốc cháy, đoán chừng có thể hỏa táng ngươi. Phong Thiên Vương hừ lạnh, không thèm để ý đến sự khiêu khích của Hạ Thiên, hít sâu một hơi, chỉ vào hắn mà nói, nào, tiếp của ta một chiêu. Vạn lý đằng phong, nhất quyền giai không. Tiếng quát còn chưa dứt, Phong Thiên Vương đã cách xa Hạ Thiên mấy chục mét, chậm rãi bóp quyền đánh ra ngoài. Một quyền này giống như nhận lấy lực cản vô biên. Đánh ra khoảng cách một tấc đều vô cùng tốn sức, đồng thời cứ tiến một tấc, phạm vi mấy thước mặt đất đều sẽ bị chấn động nổ tan tành. Giống như dưới chân núi có một con cóc đang thổi hơi, thổi ngọn núi đến lắc lư, dường như lúc nào cũng có thể thổi tan thành bụi đá. Quyền pháp không tệ, còn có khí tức của dị giới, không giống quyền pháp trên trái đất. Hạ Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không vội vàng ứng chiêu, cũng không tiến lên ngăn cản, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Thậm chí còn bình luận quyền pháp của Phong Thiên Vương. Khi nắm đấm đánh ra được ba tấc, quyền phong lập tức biến thành một cơn gió xoáy vô hình. Vô số gió lốc từ trong lòng đất chui ra ngoài, tiếng nổ bên trong lòng đất càng thêm mãnh liệt. A, một quyền mới đánh ra được một nửa, cả người Phong Thiên Vương không đỡ nổi trọng áp, ngũ tạng đều nát, thất khiếu chảy máu không thôi. Đánh không được thì cũng đừng miễn cưỡng dùng. Hạ Thiên ngáp một cái. Hời hợt nói, cho dù đánh tới, nó cũng vô dụng đối với ta, cần gì chứ? Đi chết đi cho ta. Phong Thiên Vương nghiến chặt răng, liều mạng từ bỏ nửa người, cuối cùng đánh ra được một quyền. Oanh! Một quyền đánh ra, toàn bộ thiên địa chợt yên tĩnh trở lại. Giữa không trung không hề có tiếng gió. Con người Hạ Thiên hơi thay đổi. Hắn nhìn thấy vô số thứ không an phận chôn giấu bên dưới điên cuồng phun trào, hội tụ, dung hợp. Bộc phát, thế không thể đỡ. Đỉnh núi vỡ ra, vô số luồng gió giống như thủy triều phun ra ngoài, sau đó hội tụ giữa không trung, càng lúc càng lớn, luồng gió cuối cùng thậm chí còn muốn lớn hơn cả ngọn núi.
mây trên trời cũng bị chi phối, nắng như dầu hắc, chậm rãi hạ thấp xuống. Nhất thời, người ta có cảm giác như trời muốn sập xuống. Toàn bộ người Nam Cương đều bị cảnh tượng này trấn trụ, hoảng sợ không chịu nổi. Ha ha ha, Hạ Thiên, một khi thần phong quyền được thi triển ra, không ai có thể chống đỡ được. Nửa người Phong Thiên Vương đã bị thiêu khô, nhưng khóe miệng vẫn còn giữ nụ cười ngang ngược, trừ phi ngươi thật sự là thần tiên, bằng không, ngươi nên ngoan ngoãn đi chết đi. Uy lực có thể được xem là mạnh, nếu chống đỡ, nhất định sẽ bị thương, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Nét mặt Hạ Thiên cũng chẳng có gì thay đổi, thuận miệng bình một câu, từ lúc ngươi đánh ra một quyền, đến khi quyền kình bộc phát, chính giữa còn có 3 giây bị trì hoãn. Đây chính là sơ hở chí mạng. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao phá. Phong Thiên Vương lạnh giọng phản bác, còn thừa lại 2 giây, không, 1 giây, ha ha, không còn kịp nữa rồi. Hạ Thiên, ngươi nhất định phải chết. Hạ Thiên ung dung đưa tay lên, giữa ngón tay sáng lên một quỷ châm hoa văn, chậm rãi điểm về phía trước, băng hỏa linh khí lập tức thông qua ngân châm điểm phá hư không, định cho ta. Ngươi cho rằng ngươi là tôn hầu tử sao, lại còn định. Định cái gì mà định? Phong Thiên Vương giễu cợt, cho dù ngươi có định thân thuật, vậy thì thế nào? Đây chính là phong thế, ngươi hoàn toàn không định, sao? Trong không khí, chẳng biết từ lúc nào bỗng nhiên tràn ngập một luồng hơi nước mỏng nhạt. Gió lốc bàng bạc đáng sợ đã ngừng lại, giống như bị kềm chế, một lần nữa chui vào trong lòng đất, biến mất chẳng thấy đâu. Cái này! Phong Thiên Vương kinh hãi mở to mắt, hai mắt vô thần, cơ thể run rẩy không cách nào ức chế, ngươi, rốt cuộc ngươi là người hay quỷ hay là thần? Ta là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong vô địch thiên hạ. Hạ Thiên mỉm cười nhìn Phong Thiên Vương, ta bổ sung thêm một câu, cho dù ở trên trời, ta cũng vô địch. Không thể nào, Phong Thiên Vương giống như điên dại, quyền pháp này là do cung chủ truyền cho ta. Nàng ấy có nói qua đây chính là công pháp tiên gia chân chính, làm sao ngươi có thể dễ dàng phá giải như thế? Ngươi nói đi, nói thật rõ cho ta, ta có thể thua. Nhưng không thể thua một cách không thể hiểu được như vậy. Hạ Thiên nhếch miệng, ta không có nhiệm vụ giải thích cho ngươi. Thua thì chết, nói lời vô dụng làm gì? Không, ta không chấp nhận được, tuyệt đối không thể, phốc. Phong Thiên Vương điên cuồng gào thét, bỗng nhiên há miệng phun ra mấy vạn con côn trùng quỷ dị. Đa số chỉ to bằng mũi kim. Sau khi phun ra những thứ này, hắn ta ngã ầm xuống đất, cơ thể trong nháy mắt bị gió thổi tan. Đám côn trùng quỷ dị màu trắng vừa thoát khỏi cơ thể của Phong Thiên Vương, đã cùng nhau bay đến chỗ Hạ Thiên, dường như muốn tìm Hạ Thiên làm thúc chủ cho chúng. Cút sang một bên, Hạ Thiên chán ghét nhìn đám côn trùng, ngân châm điểm ra, muốn chết thì đến thử một chút. Đám côn trùng quỷ dị màu trắng giống như nghe hiểu tiếng người, lập tức giật mình. Khi nhìn thấy ánh mắt của Hạ Thiên, bọn chúng liền quay đầu bay về nơi khác. Mây giữa không trung trong phút chốc được định hải thần châm hấp thu sạch sẽ. Toàn bộ Nam Cương lại trở nên tinh không vạn lý, giống như dị tượng vừa rồi chưa từng tồn tại qua. Không ít người chụp lại dị tượng vừa rồi, đăng lên trên mạng, dẫn đến náo động không nhỏ. Tuy nhiên, mấy lời bàn tán trên mạng cũng nhanh chóng biến mất, cũng không gây nên tiếng vang quá lớn. Bởi vì dân mạng bị mấy vụ drama của ngành giải trí thu hút ánh mắt, mấy chuyện tự nhiên như thế này chẳng người nào chú ý. Lúc này, Y Tiểu Âm không có trong cuộc lại gặp phải phiền phức không nhỏ. Nam Cương nhiều núi, bất luận ở đâu, phóng nhãn nhìn chung quanh đều là dãy núi chập trùng vô tận, liên miên không ngừng. Y Tiểu Âm đến Nam Cương đã mấy ngày, sau khi đám người thần bí dẫn nàng đến đây, để lại cho nàng tấm bản đồ thì biến mất không thấy đâu. Nàng đợi 1-2 ngày cũng không thấy tung tích của những người kia. Về sau, Y Tiểu Âm cũng hiểu ra, đám người này muốn nàng thông qua bản đồ tìm cách tiến vào trung tâm dãy núi. Bởi vì năm đó, bệnh nhân mà nàng và sư phụ trị liệu đang ở chính giữa dãy núi Nguyệt Phương Nguyên. Dãy núi này quả nhiên có vấn đề. Trong khoảng thời gian này, Y Tiểu Âm vẫn luôn thăm dò trên núi, thỉnh thoảng còn đối đầu với đám người thần bí đã đưa tấm bản đồ cho nàng. Y Tiểu Âm phát hiện dãy núi kéo dài không dứt này đã tạo thành một trận pháp tự nhiên. Cái gọi là Nguyệt Phương Nguyên, mặc dù trước mắt còn chưa tìm thấy rốt cuộc ở đâu, nhưng nàng có thể xác định, nó tuyệt đối nằm ở chỗ sâu trong núi, cũng chính là trận nhãn.
chẳng những là trận pháp, hơn nữa còn chiếu ứng ngũ hành bên trong cơ thể. Khi Tiểu Âm đứng trên núi quan sát Nam Cương, nhất là thị trấn nhỏ, trong lòng lại có một suy nghĩ mới, rốt cuộc là có chuyện gì? Là xảo đoạt thiên công hay là vì một vị đại năng nào đó cố tình làm ra? Mặc kệ là cái nào, tất cả đều không quan trọng. Lúc này, bên trên vang lên một âm thanh, ngươi nên lo cho cái mạng nhỏ của ngươi đi. Ngươi là ai? Y Tiểu Âm chậm rãi quay người lại, nghi hoặc nhìn nữ nhân che mặt, giữa chúng ta có thù sao? Nữ nhân che mặt cười lạnh, đương nhiên là có thù, lại còn là huyết hải thâm cừu. Thật sao? Y Tiểu Âm quan sát nữ nhân kia một chút, phát hiện bất luận tư thái hay là hình dạng đều không có ấn tượng, hình như ta không quen biết ngươi. Ngươi không biết ta nhưng ta lại biết ngươi, cho dù ngươi có hóa thành cho ta cũng biết. Nữ nhân che mặt nghiến răng nghiến lợi nói, Y Tiểu Âm, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể giả bộ đến khi nào. Ta không thích chơi trò bí hiểm, ngươi nên nói rõ đi, rốt cuộc ngươi là ai? Y Tiểu Âm cau mày. Mặc dù trí nhớ của nàng không lợi hại bằng Hạ Thiên nhưng cũng không đến mức không chút ấn tượng với người quen biết. Nữ nhân trước mắt xác thực rất lạ, hay là ngươi để lộ chân dung của mình đi, biết chừng đâu ta sẽ nhớ đến. Nữ nhân che mặt cũng không do dự, tháo khăn che mặt xuống, lộ ra một gương mặt đầy vết sẹo kinh khủng, y thân mến, bây giờ ngươi đã nhớ ra chưa? Thật ngại quá, ta có thể xác định, ta không quen ngươi. Y Tiểu Âm lắc đầu. Ha ha ha, ta biết ngay là ngươi sẽ nói như vậy. Hận ý trong mắt nữ nhân che mặt lại càng đậm. Nàng ta chỉ vào Y Tiểu Âm mà nói, ta tên Lưu Xuân Lan, trước kia là đệ nhất mỹ nữ thành phố Thiên Nam, dáng dấp của ta có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, hoa dung nguyệt mạo, nói là tiên nữ cũng không đủ. Bây giờ ta thành diện mạo quỷ quái như thế này, tất cả đều vì ngươi, còn có Hạ Thiên. Cho nên, ngươi và Hạ Thiên nhất định phải trả một cái giá thật đắt. Y Tiểu Âm trên cơ bản có thể xác định nữ nhân này đã hiểu lầm chuyện gì, lập tức giải thích, mỗi lần ta chữa cho một bệnh nhân đều có ghi chép rõ ràng, hơn nữa ta cũng không thể quên. Trong những bệnh nhân đó tuyệt đối không có ngươi, còn Hạ Thiên, nếu hắn đã ra tay, tuyệt đối không thể thất bại. Ngươi có lẽ chỉ là một người giả mạo. Ngươi rất biết trốn tránh trách nhiệm. Lưu Xuân Lan oán độc nói, khi các ngươi kiếm tiền bó lớn bó nhỏ, sao các ngươi không nói mình là giả mạo? 5 năm trước, ngươi và Hạ Thiên mở một phòng khám bệnh cho những người giàu có ở thành phố Thiên Nam, thu mỗi hội viên 5.000 vạn hội phí, còn nói có thể trị bất cứ bệnh tật gì. Lúc đó, ta chỉ muốn xóa vết bớt trên mặt của ta, kết quả thì sao? Bây giờ đã thành bộ dạng như quỷ như thế này. Ta tìm các ngươi ròng rã 5 năm. 5 năm qua, ngươi biết ta sống như thế nào không? Ta chưa từng đến thành phố Thiên Nam mở một phòng khám bệnh cho người giàu có nào cả. Y Tiểu Âm có thể xác định nữ nhân này đã gặp phải lừa đảo, hơn nữa còn là lừa đảo gan to bằng trời, Hạ Thiên không có khả năng làm mấy chuyện như vậy. Ha ha ha, ta biết ngươi sẽ không thừa nhận. Lưu Xuân Lan nở nụ cười oán độc, 5 năm qua, các ngươi vẫn luôn trốn tránh ta. Bây giờ, ngươi có muốn tránh cũng không thể tránh. Ngươi không trốn đi đâu được, ngươi vẫn không chịu thừa nhận. Chúng ta tránh ngươi. Y Tiểu Âm cảm thấy nữ nhân này thật quá điên rồ, ta đề nghị ngươi nên đi báo cảnh sát đi, sớm một chút tìm ra mấy tên lừa đảo. Lưu Xuân Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm Y Tiểu Âm, giọng nói căm hận, không hổ là nữ thần y, da mặt của ngươi dày đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đến bây giờ ngươi còn làm như không có việc gì xảy ra, thật khiến cho ta phải mở rộng tầm mắt. Y Tiểu Âm không biết phải nói như thế nào, mấy năm qua vẫn luôn có những tên lừa đảo dùng danh nghĩa của nàng hoặc Hạ Thiên đi lừa đảo khắp nơi. Nàng cũng đã cho người đi xử lý những tên lừa đảo đó. Đáng tiếc, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ta đã nói hết rồi. Y Tiểu Âm suy nghĩ một chút, sau đó nói, tình huống của ngươi, trước kia ta cũng không phải chưa từng gặp qua. Như vậy đi, ta sẽ giúp ngươi chữa khỏi dung mạo trước, sau đó ngươi đi báo cảnh sát hoặc đến cao ốc thần y báo cáo lại. Ta sẽ cho người đi tìm đám lừa đảo kia. Lưu Xuân Lan bỗng nhiên mỉm cười quỷ dị, nhìn Y Tiểu Âm nói, lợi hại, đúng là lợi hại. Đã đến lúc này rồi vẫn còn muốn dùng đao làm thịt ta. Ta không thu tiền của ngươi, Y Tiểu Âm lạnh nhạt nói. Ngươi muốn lấy mạng của ta. Lưu Xuân Lan lạnh giọng nói, ngươi cho rằng ta sẽ còn bị các ngươi lừa sao. Tóm lại, hôm nay ta muốn ngươi giống như ta,
biến thành một kẻ quái dị. Y Tiểu Âm thở dài, đã như vậy, nhiều lời cũng vô ích. Ta vốn không phải đến đây nghe ngươi nói nhảm. Lưu Xuân Lan bỗng dưng ngoắc tay, tất cả ra đi, bắt nàng ta lại cho ta. Ta muốn dẫn nàng ta về từ từ mài nàng ta một phen. Lúc này, 12 người bịt mặt cầm đao từ các nơi trên đỉnh núi bước ra, bao vây Y Tiểu Âm lại. Nhẫn giả, Y Tiểu Âm hơi cau mày, cảm thấy đằng sau nữ nhân này nhất định có thế lực ủng hộ. Nếu không, làm sao có thể mang nhẫn giả đảo quốc đến Nam Cương chứ, ngươi có thể mang nhiều nhẫn giả đến đây như vậy, rốt cuộc ngươi là ai? Lưu Xuân Lan lạnh giọng nói, để đối phó ngươi và Hạ Thiên, chỉ dựa vào ta đương nhiên không được rồi. Cho nên ta đã hợp tác với cửu nhân của ngươi, có như vậy, ta mới có thể thống khoái báo thù được. Chỉ dựa vào những người này, Y Tiểu Âm lạnh nhạt hỏi. Đủ rồi, Lưu Xuân Lan lạnh giọng nói. Bọn họ đều là thượng nhẫn, đến từ tổ chức sát thủ nhẫn sát đoàn. Đây chính là tổ chức xếp trong 10 vị trí đầu bảng sát thủ trên thế giới. Mặc dù Y Tiểu Âm không tự đại như Hạ Thiên, cũng không muốn sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề, tuy nhiên, nếu như có người lấn đến cửa, nàng tất nhiên sẽ không nhân nhượng. Lên, Lưu Xuân Lan đắc ý ra lệnh. Mười mấy tên nhẫn giả lập tức bước lên, bao vây Y Tiểu Âm, sau đó bắt đầu chạy bước nhỏ. Vị trí biến đổi đan xen khiến người ta phải hoa mắt. Y Tiểu Âm đứng bất động, ánh mắt chậm rãi lướt qua vị trí đám nhẫn giả biến hóa, nét mặt vẫn không có gì thay đổi. Vèo. Bỗng dưng, hàn mang lóe lên, vô số khoái đao từ các phương vị khác nhau đồng loạt chém về phía nàng. Tốc độ cực nhanh, gần như không cho người ta thời gian phản ứng. Người bình thường gặp phải loại công kích này, trên cơ bản đều nghỉ ăn cơm. Cho dù cái gọi là cao thủ võ lâm, cũng rất có thể không ngăn được hợp kích như thế, bởi vì đây chính là vây giết toàn phương vị, không có sơ hở, lui cũng không thể lui, cản cũng không thể cản. Đáng tiếc, Y Tiểu Âm không phải người bình thường, huống chi nàng còn được Hạ Thiên gia trì nhiều lần, cho dù có mấy trăm nhẫn giả cũng không đụng đến được nửa sợi lông của nàng. Bành! Y Tiểu Âm cũng không hạ sát, chỉ đánh bay đám nhẫn giả ra ngoài. Đám nhẫn giả kia nặng nề ngã xuống mặt đất, người nào cũng giống như bị điểm huyệt, dùng đủ loại tư thế cổ quái ngã xuống mặt đất. Các ngươi đều là phế vật, ngay cả một nữ nhân cũng không giải quyết được. Lưu Xuân Lan nhìn thấy, tức đến mức phổi muốn nổ tung, hay các ngươi thấy nàng ta xinh đẹp, cho nên đã nương tay, lưu tình. Ta nói cho các ngươi biết, không bắt được nàng ta, các ngươi mổ bụng tự vận cho lão tử đi. Đám nhẫn giả còn lại giật mình. Đao trong tay càng thêm nhanh hơn, xen lẫn đao quang dày đặc phóng đến Y Tiểu Âm. Y Tiểu Âm đành phải bắn ra mấy ngân châm, bắn về phía đám nhẫn giả. Phốc phốc phốc, đám nhẫn giả lập tức bị định trụ, rất nhanh đều ngã xuống. Ngươi còn chiêu thức nào nữa không? Y Tiểu Âm cũng không kiêu ngạo, ánh mắt yên tĩnh nói, nếu không có, ngươi nên suy nghĩ kết quả của ngươi sẽ như thế nào. Y Tiểu Âm, ngươi đừng quá đắc ý. Lưu Xuân Lan tức đến mức thở hổn hển chỉ vào Y Tiểu Âm, việc này sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua, ngươi cứ chờ đó cho ta. Nói xong, nàng ta muốn quay người bỏ đi. Y Tiểu Âm hơi cau mày, ngươi cảm thấy ngươi đi được sao? Thế nào, ngươi còn muốn giết ta hay sao? Lưu Xuân Lan cười lạnh, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại được đám nhẫn giả đó thì ngươi muốn làm gì ta thì làm. Nếu không có chuẩn bị về sau, làm sao ta dám đến gặp ngươi? Cho nên, Y Tiểu Âm nói mà không có biểu cảm gì. Lưu Xuân Lan lạnh giọng nói, bây giờ ta bỏ qua cho ngươi, chứ không phải ngươi bỏ qua cho ta. Ta có vô số phương pháp để giết ngươi. Lần này ta chỉ cho ngươi một món khai vị mà thôi, cũng muốn làm chậm trễ thời gian của ngươi một chút. Có ý gì? Thật ra Y Tiểu Âm đã nghĩ đến một chuyện, các ngươi không phải đã ra tay với Hạ Thiên chứ? Không sao, Lưu Xuân Lan mỉm cười. Chỉ vào Y Tiểu Âm nói, ngươi còn hữu dụng, không thể giết ngươi, nhưng cũng không để cho ngươi quá dễ chịu. Còn Hạ Thiên, và tiểu nha đầu A Cửu kia thì khác, bọn họ đều phải chết. Y Tiểu Âm lắc đầu, xem ra các ngươi thật sự muốn chết. Hạ Thiên không phải là người có tính tình tốt, các ngươi lại dám đi trêu chọc hắn. Bởi vì lần này có cao nhân ra tay, giết Hạ Thiên chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Lưu Xuân Lan chào phúng nói. Nói không chừng bây giờ đầu Hạ Thiên đã bị người ta chặt, rất nhanh mang đến để ngươi nhìn cho thật kỹ.
Lời còn chưa nói hết, Hạ Thiên đã xuất hiện trước mặt nàng ta, khinh thường nói, ngươi nói đầu ai được mang đến. Ngươi, làm sao? Lưu Xuân Lan bị dọa đến hồn phi phách tán, chỉ tay vào Hạ Thiên, nói một câu không được đầy đủ, phong đại, đâu? Ngươi muốn gặp hắn ta? Hạ Thiên tùy ý vung tay lên, đánh bay nữ nhân này xuống chân núi, vậy để ta đưa ngươi đi gặp hắn ta. Đám ruồi này thật sự quá đáng ghét, vợ y, nàng không sao chứ? Hạ Thiên ôm chặt Y Tiểu Âm, ân cần hỏi thăm. Nếu ngươi còn ôm nữa, khả năng sẽ có việc. Y Tiểu Âm lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, chậm rãi nói. À, vợ y, nàng không cần lo lắng, ta rất có phân tắc. Hạ Thiên nghiêm túc giải thích, cường độ vừa vặn khiến cho nàng có thể vừa cảm nhận được sự nhiệt tình của ta, đồng thời cũng không để cho nàng cảm thấy không thoải mái. Y Tiểu Âm lườm Hạ Thiên một cái, không thấy thoải mái, buông ra đi, ta còn phải đi xử lý công việc nữa. Không cần nàng xử lý. Hạ Thiên cười nói, Thanh Thanh nhà đầu cũng đến Nam Cương, nàng ấy đã phái một tiểu đội của Thiên Đạo Tổ đến trước. Bọn họ sẽ tiếp nhận xử lý chuyện này. Chẳng lẽ ngươi không muốn hỏi ai là người đứng đằng sau sai khiến bọn họ sao? Y Tiểu Âm hỏi ngược lại. Hạ Thiên nhếch miệng, lão đại của bọn họ đã bị ta xử lý, có hỏi hay không cũng không quan trọng. Được, Y Tiểu Âm cũng lười so đo với Hạ Thiên. Hắn muốn ôm thì ôm, nếu nàng cứ từ chối. Nói không chừng còn khiến cho tên lưu manh này càng hưng phấn hơn, A Cửu đâu. À, nàng ấy đi cứu người rồi. Hạ Thiên thuật lại chuyện phát sinh ở Hồ Gia một cách sơ lược. Ở Hồ Gia, nàng ấy gặp được một nữ nhân rất giống với nàng ấy, có khả năng có liên quan đến mẹ nàng ấy, còn bảo ta đừng đi theo. Ta không làm gì khác hơn là đi tìm nàng. Y Tiểu Âm thản nhiên nói, ta cũng đang có chuyện cần làm. Nếu Triệu Thanh Thanh cũng đã đến, ngươi tìm nàng chơi đi. Thanh Thanh nha đầu còn chưa đến. Hạ Thiên lắc đầu, vợ y, bây giờ ta chỉ muốn đi theo nàng. Nàng bận chuyện gì, ta cũng có thể giúp nàng một tay. Cũng được, Y Tiểu Âm cũng không dục Hạ Thiên rời đi nữa. Nàng đưa tấm bản đồ cho Hạ Thiên, có người đưa cho ta tấm bản đồ này, là bản đồ phân bố dãy núi xung quanh Nam Cương. Mấy ngày nay, ta so sánh một chút, phát hiện nó giống như một trận pháp. Ta hoài nghi Nguyệt Phương Nguyên chính là trận nhãn. Ngươi hãy xem qua thử. Hạ Thiên tiếp nhận tấm bản đồ, nhìn qua cũng chẳng cảm thấy có gì hứng thú. Vợ y, nàng nghiên cứu cái này làm gì? Muốn biết Nguyệt Phương Nguyên ở đâu, ngày mai thắng đại hội y giới không phải được rồi sao? Nếu thắng không được, Y Tiểu Âm hỏi ngược lại. Có ta ở đây, không có gì là không thể thắng. Hạ Thiên khinh thường trả lời, dựa vào y thuật của vợ y, nàng có thể nghiền ép đám phế vật kia. Y Tiểu Âm thuận miệng nói, chỉ sợ ở đại hội y giới, so đấu không phải là y thuật. Nếu so cái khác cũng không cần phải sợ. Hạ Thiên lại càng thêm khinh thường, bởi vì đám ngu ngốc đó lại càng vô dụng. Y Tiểu Âm bỗng chuyển sang chủ đề khác, ngươi không có dự định quản chuyện của Hồ Gia sao? Liên quan gì đến ta, tại sao ta lại phải quản? Hạ Thiên khinh thường nói. Y Tiểu Âm hỏi, Hồ Ứng Điệp đã làm mất mặt ngươi trong bữa tiệc. Người tuyệt không tức giận. Nữ nhân ngu ngốc đó không có tư cách làm ta mất mặt. Hạ Thiên xác thực không để trong lòng, thái độ lạnh nhạt, huống chi, bây giờ đoán chừng ả ta đã chết, không cần thiết phải so đo với người chết. Ả ta chết rồi, Y Tiểu Âm giật mình, kinh ngạc hỏi, người đã sớm ra tay với ả ta. Không, Hạ Thiên lắc đầu, là chính ả ta muốn chết, lão thái thái kia không phải là người dễ trêu chọc. Mặc dù ta không thừa nhận Vạn Quy Nhân là sư gia của ta, nhưng ông ta đích thật có chút bản lãnh. Lão thái thái có thể thu phục được ông ta, nàng cảm thấy bà ta sẽ là người bình thường sao? Lão thái thái xác thực rất lợi hại. Y Tiểu Âm tán đồng phán đoán của Hạ Thiên, Nam Cương nho nhỏ này đích thật rắc rối phức tạp, đoán chừng tiến vào Nguyệt Phương Nguyên, sẽ còn có chuyện phức tạp hơn chờ chúng ta. Hạ Thiên ôm lấy Y Tiểu Âm, vợ y, nàng không cần lo lắng. Không có chuyện gì có thể làm khó chúng ta. Cũng mong là vậy, Y Tiểu Âm không phải là người theo chủ nghĩa lạc quan. Mặc dù nàng có nắm chắc 100%, nhưng trong lòng vẫn sẽ cảnh giác. Không bao lâu sau, một bóng người chậm rãi bước lên núi, từ xa hành lễ với hai người Hạ Thiên, Hạ Tiên Sinh, Y Tiểu Thư, quấy rầy rồi. Ta là quản gia Hồ Nhất Bính của Hồ Gia, lão thái thái bảo ta đến mời hai người qua đó một chuyến.
có một số việc cần sự trợ giúp của hai người. Tại sao bà ấy biết ta ở đây? Hạ Thiên đưa mắt nhìn người đến, cảm thấy hơi lạ. Hắn chưa từng gặp người này ở Hồ Gia. Người đến cung kính đáp, không rõ lắm, ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Y Tiểu Âm thản nhiên nói, bên trong cảnh nội Nam Cương có rất nhiều cổ trùng, muốn biết tin tức cũng chẳng phải việc gì khó. Ta biết, Hạ Thiên khó chịu nói, ta đã giết sạch cổ trùng gần đây rồi. Y Tiểu Âm có chút buồn cười, cảm thấy Hạ Thiên có đôi khi thông minh quá mức dẫn đến ngược lại có vẻ hơi đần, chỗ nào cũng có cổ trùng, ở đây không có, ngươi cho rằng bà ấy không biết ngươi ở đây sao? Vậy thì qua đó xem một chút, Hạ Thiên gật đầu. Nếu Y Tiểu Âm đã đồng ý, Hạ Thiên đương nhiên sẽ không phản đối. Hạ Thiên và Y Tiểu Âm cùng nhau xuống núi, bước lên một chiếc xe hơi sang trọng màu đen. Chiếc xe chậm rãi lái đến một đỉnh núi khác ở Nam Cương. Hồ Gia là đại tộc thế gia ở Nam Cương, đương nhiên không chỉ có một bất động sản. Hủy một căn biệt thự, dĩ nhiên sẽ còn một căn biệt thự khác. Lúc này, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự giả cổ khá trang nghiêm. Hồ Hóa Vũ mặc trang phục chính thức đứng ở cửa nghênh đón. Hạ Thiên, ta biết ngươi sẽ không có việc gì. Gương mặt Hồ Hóa Vũ vẫn là nụ cười ấm áp như cũ. Hắn ta quay sang nhìn Y Tiểu Âm, hình như người bạn gái này của ngươi xinh đẹp hơn, có thể giới thiệu với ta một chút không? Đây là vợ của ta. Hạ Thiên thuận miệng đáp, không cần thiết phải giới thiệu với ngươi, ngươi tốt nhất đừng nên có suy nghĩ gì. Nếu không, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Hồ Hóa Vũ khoát tay, ta không có loại dục vọng thế tục đó, ta chỉ là thưởng thức vẻ đẹp của nghệ thuật mà thôi. Y Tiểu Âm tự mình giới thiệu, ta tên Y Tiểu Âm, ngươi chắc là tiểu công tử Hồ Gia Hồ Hóa Vũ. Không sai, ta là Hồ Hóa Vũ, xin chào nữ thần Y. Hồ Hóa Vũ cung kính cúi người trước Y Tiểu Âm, có thể gặp được ngươi chính là phúc đức ba đời. Quá khen rồi, Y Tiểu Âm mỉm cười, chúng ta vào trong rồi nói sau. Vừa lúc ta có một số nghi vấn muốn hỏi lão thái thái. Hồ Hóa Vũ gật đầu, hai vị, mời. Hai người đi theo Hồ Hóa Vũ vào trong sân, chuyển qua một hòn giả sơn, đến một đại sảnh. Bên trong đại sảnh có một thiếu nữ mặc váy xanh, đứng ngoài còn có hai người đang nói với nàng. Hạ Thiên cảm thấy cảnh tượng này hơi quen mắt, cách đây không lâu đã diễn qua một lần, nhưng khi đó bên cạnh hắn là A Cửu. Ta xin phép giới thiệu một chút. Hồ Hóa Vũ mỉm cười chỉ vào ba người kia, nói với Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, vị này là em gái ta Hồ Xuân Vũ, trước đó Hạ Thiên đã gặp qua. Hai người bên cạnh là anh họ Hồ Mộc Vũ và... Nữ nhân xinh đẹp chợt mỉm cười, không cần giới thiệu, ta và Hạ Thiên được xem như bạn cũ. Nàng ta lập tức vươn tay với Hạ Thiên, xin làm quen một chút. Ngươi là Y Tiểu Âm phải không? Ta tên Hứa Kiều Na, là bạn thân của Triệu Thanh Thanh. Trước kia, ta thường hay nghe Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh nhắc đến ngươi. Quả nhiên đẹp không gì sánh được. Tại sao ngươi lại ở đây? Hạ Thiên thật sự có ấn tượng với người phụ nữ này. Hứa Kiều Na cười nhạt, thế nào, ta không thể ở đây sao? Ngươi ở hay không liên quan gì đến ta? Hạ Thiên ngáp một cái, rất nhanh không có hứng thú truy cứu tiếp. Ta và Hồ Mộc Vũ là bạn thời đại học, vừa lúc ta có việc đến Nam Cương công tác. Nghe nói Hồ Gia xảy ra chút việc liền đến đây nhìn xem. Không biết vì sao, Hứa Kiều Na vẫn vô thức giải thích với Hạ Thiên, không nghĩ đến lại có thể gặp ngươi, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Nói không chừng, đến lúc đó ta còn có việc cần ngươi hỗ trợ. Trong lòng Y Tiểu Âm vô thức dâng lên sự cảnh giác, cũng không phải nàng cảm thấy nữ nhân này sẽ câu dẫn Hạ Thiên mà là cảm thấy mục tiêu của nàng ta chính là Hạ Thiên. Nàng ta cong cong ngoặt ngoặt nhiều như vậy. Trong đó tất có kỳ quặc. Hạ Thiên khoát tay, lười trò chuyện với Hứa Kiều Na, Thanh Thanh nhà đầu cũng đến lúc đó ngươi cứ tìm nàng ấy. Cũng được, đáy mắt Hứa Kiều Na hiện lên sự thất vọng, nhưng cũng không cứ như vậy mà từ bỏ. Bây giờ nàng đã biết nhân tố để tấn công Hạ Thiên. Nàng sẽ lôi kéo Triệu Thanh Thanh yêu cầu Hạ Thiên làm việc, xác thực còn tốt hơn so với việc nàng tự ra tay. Hồ Mộc Phú bên cạnh lại hơi khó chịu với Hạ Thiên. Hắn ta tiến lên hai bước, hai tay duỗi ra muốn bắt tay Hạ Thiên. Đáng tiếc, Hạ Thiên lại không để ý đến hắn ta. Ngươi chính là thần y trong lời đồn Hạ Thiên. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Đáy mắt Hồ Mộc Vũ hiện lên sự tàn khốc, nụ cười trên mặt lại càng đậm,
lúng túng nói, em trai ta đã sớm thổi phồng ngươi lên trời, nãi nãi cũng thường xuyên khen ngươi. Đáng tiếc chúng ta lại không có duyên gặp nhau. Hôm nay, ta nhất định phải uống với nhau một ly. Không đợi Hạ Thiên nói chuyện, hắn ta bỗng nhiên hạ thấp giọng nói với Hạ Thiên, tiểu tử, cách Hứa Kiều Na xa ra một chút. Đó là nữ nhân của ta. Hạ Thiên nhếch miệng, trực tiếp đáp lễ, mặc dù ta chẳng hứng thú với nàng ta, nhưng nàng ta nhất định chướng mắt loại ngu ngốc như ngươi. Ngươi có lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Vậy thì cứ chờ xem. Hồ Mộc Phú nghiến răng nói một câu, sau đó cười lớn, quay sang nói với Hứa Kiều Na, Na, chúng ta cũng đừng quấy rầy khách nữa. Ngươi theo ta đến hậu viện gặp nãi nãi. Lão nhân gia bà muốn gặp ngươi một lần từ lâu rồi. Không được, ta muốn ở cùng với Hạ Thiên. Hứa Kiều Na lập tức từ chối, nếu ngươi có việc, ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ta muốn ngươi đi theo ta ngay bây giờ. Hồ Mộc Phú tái mặt, lười giả bộ, bằng không, ta lập tức móc mắt tên tiểu tử này, đánh gãy chân của hắn. Sắc mặt Hồ Hóa Vũ vẫn bình thường, nhưng giọng nói lạnh lại, anh họ, chú ý thân phận của ngươi. Hạ Thiên là khách quý, ngươi tốt nhất. Tốt nhất cái rắm, Hồ Mộc Phú ngạo nghễ nói, mạch các ngươi đã bị phế. Cha ngươi, nhị ca ngươi, tam cô của ngươi đều bị lão thái thái phế, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Về sau, Hồ gia là thiên hạ của chi chúng ta. Không, từ nay về sau, ta mới là chính mạch, ngươi là lệch chi. Ta là lệch chi hay chính mạch cũng không quan trọng. Hồ Hóa Vũ cười nhạt, chỉ vào Hạ Thiên mà nói, ngươi có biết hắn là ai không? Ngươi có biết tại sao nãi nãi lại mời hắn đến không? Không biết, cũng chẳng muốn biết. Hồ Mộc Phú lạnh lùng nói, về sau, Hồ gia muốn đặt chân ở Nam Cương, nhất định phải phụ thuộc vào lực lượng chúng ta. Gia chủ nhiệm kỳ này, ngoại trừ ta thì không còn người nào khác. Bây giờ ta muốn ngươi lập tức bắt hắn lại cho ta. Quả nhiên bùn nhão thì không bao giờ cứng được, vừa lên chưa được bao nhiêu tiếng thì đã nổi rồi. Hồ Hóa Vũ lắc đầu, trịnh trọng nói, Hạ Thiên mới là gia chủ Hồ gia. Ngươi nói cái gì? Hồ Mộc Vũ ngạc nhiên, nghiêm túc mắng to Hồ Hóa Vũ, đầu óc ngươi không có vấn đề gì chứ? Làm sao có chuyện gia chủ Hồ gia là một người ngoài được? Vì sao lại không được? Hồ Hóa Vũ mỉm cười hỏi lại. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Hồ Mộc Vũ chưa từng nghe thấy việc này, ta muốn gặp tổ nãi nãi, tuyệt đối không cho phép ngươi ở đây nói hưu nói vượn. Hồ Hóa Vũ thản nhiên nói, đây chính là quyết định của nãi nãi. Lão nhân gia bà bảo ta gọi Hạ Thiên đến chính là muốn tuyên bố tin tức này. Ngươi đang gạt người, nhất định là đang gạt người. Hồ Mộc Phú hoàn toàn không cách nào tiếp nhận chuyện như thế, hắn không phải họ Hồ, cũng không có bất kỳ liên quan lợi ích nào với Hồ gia, dựa vào cái gì mà hắn được làm gia chủ. Nãi nãi đã quyết định, Hồ Hóa Vũ cũng lười giải thích với anh họ của hắn ta. Dù sao hắn ta ngay cả anh ruột cũng không chào đón. Hạ Thiên khó chịu nói, các ngươi có phải nghe không hiểu tiếng người hay không? Hạ Thiên, ta biết ngươi không muốn làm gia chủ. Hồ Hóa Vũ vội giải thích với Hạ Thiên, tuy nhiên, việc này không phải ta có thể quyết định. Đây là ý của nãi nãi, còn có cổ thần bà. Ý của bọn họ liên quan đếch gì đến ta? Hạ Thiên khinh thường nói, không hứng thì chính là không hứng. Hồ Hóa Vũ cười nói, ta cảm thấy ngươi không nên từ chối, bởi vì nó có chỗ tốt đối với ngươi. Ta không chấp nhận, bây giờ ta đi gặp tổ nãi nãi. Hai mắt Hồ Mộc Vũ mở to. Quay người muốn đi về phía hậu viện. Lúc này, một giọng nói truyền đến, chỉ thấy Hồ lão thái thái được Vạn Quy Nhân đỡ, chậm rãi bước vào, không cần đi, ta đến rồi. Đi theo sau lưng bà còn có một đám lão nhân bàng chi Hồ gia, nhìn qua rất có cảm giác hội nghị gia tộc. Cửu nha đầu đâu, tại sao ta không thấy nàng ấy? Hạ Thiên nhìn lướt qua, sau đó hỏi. Hồ lão thái thái đáp, cửu cô nương và tề nha đầu tạm thời có việc. Đã rời khỏi Nam Cương, hẳn là đến Phù Lương. Nàng ấy nhờ lão thân thay mặt truyền lời cho ngươi một tiếng. Tổ nãi nãi, ta vừa nghe Hóa Vũ nói, người muốn truyền vị trí gia chủ cho người ngoài này. Hồ Mộc Vũ hoàn toàn không giữ được bình tĩnh, hỏi thẳng lão thái thái, điều này là sự thật sao? Hồ lão thái thái lắc đầu, lời này quả thật có chút không thỏa đáng lắm. Nhìn đi, ta đã nói không thể nào rồi mà. Hồ Mộc Phú lập tức hưng phấn lên,
chỉ vào Hồ Hóa Vũ mà nói, ta biết ngươi chỉ nói hưu nói vượt, một người khác họ làm sao có thể làm gia chủ Hồ gia chúng ta. Nên biết rằng, chúng ta là hậu nhân cổ tộc, tiểu tử này đoán chừng cổ là gì cũng không biết. Y Tiểu Âm nhìn Hồ Mộc Vũ, âm thầm lắc đầu. Người này quá ngu, đáng lý không nên có tham vọng. Nhưng thật đáng buồn, hắn ta lại có dã tâm không nhỏ, hiển nhiên sẽ không có kết quả gì tốt. Ngươi hiểu nhầm rồi, Hồ Lão Thái Thái ho nhẹ một tiếng, lập tức giải thích, Hạ Thiên không phải người ngoài, điểm này ngươi nói sai rồi. Hồ Mộc Vũ sững sờ, mở to mắt, khó mà tiếp nhận, hắn không phải họ Hồ, cũng chưa từng có liên quan gì đến Hồ gia, tại sao lại không phải người ngoài? Tổ nãi nãi, có phải người già rồi nên hồ đồ hay không? Làm càn, Hồ Hóa Vũ khẽ quát, tại sao ngươi dám nói chuyện với nãi nãi như vậy? Bà ta đã làm như thế, dựa vào cái gì ta phải tôn trọng bà ta chứ? Lúc này, Hồ Mộc Vũ giống như bị một cú đánh vào đầu, máu nóng bốc lên, ngay cả Hồ Lão Thái cũng mắng luôn, tổ nãi nãi, Hồ gia chúng ta vất vả kinh doanh mấy trăm năm mới có được cục diện như bây giờ. Bây giờ người truyền vị trí gia chủ cho người ngoài, ta không phục. Mấy vạn người của bốn viện khác tuyệt đối không đồng ý. Những lão nhân khác của Hồ gia tán thành lời nói của Hồ Mộc Vũ. Xem ra, những người này có chuẩn bị mà đến. Không sai, đại tỷ, ngươi là tộc lão, chúng ta cũng là tộc lão. Mặc dù vị trí gia chủ là do ngươi chọn, nhưng ngươi cũng không thể xem nhẹ ý kiến của chúng ta chứ. Chuyện của Ứng Hùng. Không phải là ngươi vì người ngoài mới dẫn đến sao? Ngươi còn chưa tiếp thu được bài học. Ta cảm thấy Mộc Vũ nói không sai. Ban đầu gia chủ là mở đại hội gia tộc để chọn, nào có chuyện một người định đoạt. Đúng đấy, bây giờ ngươi còn muốn chuyển vị trí gia chủ cho người ngoài, quả thật làm trò cười cho thiên hạ. Ồ, bây giờ các ngươi muốn bức nãi nãi thoái vị. Hồ Hóa Vũ mỉm cười hỏi, vậy các ngươi có biết vì sao cha của ta? Nhị thúc và tam cô lại không ở đây không? Hồ Mộc Vũ hừ lạnh, đó là vì bọn họ chỉ biết giành tư lợi mà không biết tự lượng sức mình, còn ta là vì suy nghĩ cho lợi ích gia tộc Hồ gia, tuyệt đối không thể để cho một người khác họ chấp trưởng Hồ gia được. Cuộc chiến tranh chấp gia chủ của các ngươi còn chưa kết thúc sao? Hạ Thiên nhàm chán nói với Hồ Lão Thái Thái, vở kịch này trước đó diễn đến phát chán. Lão Thái Thái, ngươi thay đĩa đi. Hồ Lão Thái Thái thở dài. Chậm rãi nói, hôm nay, tộc lão, còn có đại diện các đường các hộ Hồ gia đều ở đây, lão thân vừa lúc muốn kể một số bí mật của Hồ gia. Ta và Hạ Thiên dường như không tiện nghe cho lắm, Y Tiểu Âm do dự nói. Việc này có liên quan đến hai người các ngươi, ở lại nghe một chút cũng được. Hồ Lão Thái Thái khoát tay với Y Tiểu Âm, ra hiệu nàng ngồi xuống, ta cũng muốn nói cho ngươi biết, bệnh nhân mà ngươi và sư phụ của ngươi chữa trị 20 năm trước rốt cuộc là ai. Y Tiểu Âm nghe đến đây, thật sự hào hứng lên. Năm đó, khi sư phụ nàng đến đây chữa bệnh, mặc dù nàng cũng đứng bên cạnh quan sát nhưng lại cách bệnh nhân một tấm màn, chưa từng nhìn rõ dung mạo của đối phương, thậm chí âm thanh cũng đã được xử lý. Đây chính là nghi hoặc lớn nhất trong lòng nàng. Ta vốn định hôm nay quyết định cho xong vị trí gia chủ, tránh chậm trễ thời gian mở cửa Nguyệt Phương Nguyên. Hồ Lão Thái Thái thở dài, tâm trạng hơi chút phức tạp, đáng tiếc. Mấy đứa con của ta lại không hiểu nỗi khổ tâm của ta, chỉ biết tranh quyền đoạt lợi. Các ngươi cũng giống như vậy. Nói cho cùng, thật ra cũng chỉ vì hai chữ quyền tài. Tổ nãi nãi, người hiểu lầm rồi, ta không, Hồ Mộc Vũ ý thức được điều gì, lập tức lên tiếng giải thích. Ngươi không cần phải nói. Hồ Lão Thái Thái cắt ngang lời Hồ Mộc Vũ, tiếp tục nói, các ngươi muốn cái gì, ta đều biết, các ngươi không cần giấu giếm. Mấy trăm năm trước. Hồ gia chẳng qua cũng chỉ là tiểu tộc Nam Cương, gian nan sinh tồn ở thế đạo này mà thôi. Bây giờ chúng ta trở thành đại tộc Nam Cương, quyền nghiêng một phương, các ngươi cảm thấy đó là vì nguyên nhân gì? Lão nhân trong tộc lão không khỏi nhìn nhau, không biết vì sao Hồ lão lại nhắc đến chuyện này. Tất nhiên là vì Hồ gia được cổ thần bà chỉ định là cổ tộc chính thống, từ đó thay mặt giải quyết tất cả mọi công việc của cổ tộc. Hồ Mộc Vũ cũng không biết ý tứ của Hồ Lão Thái Thái. Đành phải thăm dò. Ngươi nói đúng, mà cũng không đúng. Hồ Lão Thái Thái mỉm cười nói tiếp, vậy ta hỏi các ngươi, cổ tộc đã được thành lập vạn năm ở Nam Cương, thế cổ tộc chính thống ban đầu là nhà nào? Tộc lão Hồ gia đều ngây người, bởi vì bọn họ không biết. Hồ Mộc Vũ lại càng thêm hồ đồ.
Tổ nãi nãi, vì sao người cứ vòng vo mãi, có gì thì cứ nói. Bây giờ quan trọng nhất chính là xác định gia chủ Hồ gia. Hồ Mộc Vũ cảm giác có chút không ổn, không muốn lão thái thái nói tiếp, bây giờ tộc lão đều có mặt, chúng ta nên bỏ phiếu chọn gia tân gia chủ, tránh cho đêm dài lắm mộng. Không vội, Hồ lão thái thái là người từng trải, làm sao có thể bị mấy câu của một đứa trẻ chưa lớn kích động, các ngươi không biết việc này, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Theo truyền thuyết một vạn năm trước, cổ tộc đi theo một vị thiên tiên tuyệt thế đến Nam Cương. Vị thiên tiên kia mệnh phạm thiên điều, vì không muốn liên lụy đến bách tính trên mặt đất, cho nên đã quyết định vĩnh viễn chìm dưới lòng đất. Nhưng trong lòng đất vẫn có bách tính, thế là ông đã để lại một vài món đồ, trong đó có cổ tổ thánh trùng cổ tộc chúng ta. Những truyền thuyết này, chúng ta từ nhỏ đã nghe được. Tổ nãi nãi, rốt cuộc người muốn nói cái gì? Hồ Mộc Vũ không kiên nhẫn, nói lớn, nếu người còn chậm trễ, trời sáng rồi, thánh hội y giới sẽ cần gia chủ chủ trì. Được, không nói nhảm nữa, đoán chừng có nói thêm, hạ thần y sẽ ngủ thiếp mất. Hồ lão thái thái cười khẽ, lúc này mọi người mới phát hiện Hạ Thiên đang gối đầu lên đùi Y Tiểu Âm, mắt nhắm lại, nước bọt cũng chảy ra. Y Tiểu Âm vỗ mặt Hạ Thiên, đừng giả bộ ngủ nữa, tỉnh lại đi. Này, vợ y, ta đang ngủ rất ngon, nàng đánh thức ta dậy làm gì? Hạ Thiên mở to mắt, khó chịu nói, vở kịch kết thúc rồi sao? Vợ y, chỉ bằng chúng ta quay về ngủ, ở đây chẳng thú vị gì cả. Hồ lão thái thái cười nói, hạ thần y đừng nóng vội, phần thú vị lập tức đến ngay. Hạ Thiên từ chối cho ý kiến. Cổ tổ thánh trùng phụ thuộc vào người một nữ phàm nhân, giúp cho nữ nhân kia có bản lãnh lớn bằng trời, y thuật tối cao. Đây chính là cổ thần bà đời thứ nhất. Hồ lão thái thái nói, gia tộc của nữ nhân này chính là tổ tiên cổ tộc. Ta có thể nói cho các người biết, nữ nhân này họ Tiêu. Hạ Thiên hơi cau mày. Biết đại khái lão thái thái muốn nói cái gì, bởi vì cha ruột của hắn họ Tiêu, tên Tiêu Đại Minh. Tổ nãi nãi, người nói điều này rốt cuộc là có ý gì? Hồ Mộc Vũ không thể nào hiểu được, cho dù cổ tộc vạn năm trước họ Tiêu thì bây giờ có quan hệ gì chứ? Bắt đầu từ mấy trăm năm trước, cổ tộc Nam Cương chính là Hồ gia chúng ta. Hơn nữa, người kia họ Tiêu thì có liên quan gì đến Hạ Thiên? Y Tiểu Âm thản nhiên nói, điều này thật đúng là có chút quan hệ. Chẳng quan hệ, Hạ Thiên nhếch miệng, ta họ Hạ, tên Hạ Thiên. Vậy thì chẳng quan hệ rồi. Y Tiểu Âm thấy Hạ Thiên không muốn nói đến vấn đề này, tất nhiên cũng không nói thêm nữa. Hồ Mộc Vũ lập tức nói, người hãy nhìn đi, chính bọn họ cũng không thừa nhận có quan hệ. Hơn nữa, Hồ gia là cổ tộc không sai. Nhưng việc chọn gia chủ Hồ gia và người họ khác cũng chẳng liên quan gì nhau. Thật ra, ban đầu Hồ gia chúng ta ở Nam Cương cũng họ Tiêu. Hồ lão thái thái nói ra điểm mấu chốt cuối cùng, hơn 200 năm trước, chủ mạch họ Tiêu bởi vì rời khỏi Nam Cương, bàng chi ở lại Nam Cương, đổi thành họ Hồ, mới dần dần thay thế chủ mạch ban đầu, trở thành cổ tộc chính thống. Hồ Mộc Vũ ngẩn cả người, cái này. Tộc lão trong tộc cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện này. Nhất thời nửa tin nửa ngờ. Đây chỉ là suy đoán của người mà thôi. Hồ Mộc Vũ nhấn mạnh, chuyện của vạn năm trước, ai nói được rõ ràng. Còn nữa, cho dù người nói là thật, gia chủ Hồ gia cũng không thể giao cho hắn. Đoạn giao nhiều năm như thế, liên quan đến lợi ích gia tộc, sao có thể qua loa như vậy? Qua loa, Hồ lão thái thái lắc đầu, không, chuyện này ta đã suy tính ròng rã 20 năm. Trước kia cũng đã chọn người khác. Chỉ là người đó đã chết. Ban đầu, chúng ta từ bỏ không tìm, mới để cho con cháu của ta tạm thời thay vị trí gia chủ, ai biết được Hạ Thiên Hoành không xuất thế, để lão thân nhìn thấy được hy vọng. Hồ Mộc Vũ vẫn không cách nào tiếp nhận được, tổ nãi nãi, người có nói nhiều hơn nữa cũng vô pháp thuyết phục ta. Vị trí gia chủ nên do tộc lão trong tộc công khai đề cử. Ngươi cho rằng chức gia chủ này dễ làm lắm sao? Hồ lão thái thái lắc đầu. Nếu ngươi muốn làm, ta sẽ để cho ngươi làm, nhưng chỉ sợ đến sáng ngày mai, ngươi sẽ quỳ xuống cầu xin Hạ Thiên tiếp nhận vị trí gia chủ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hồ Mộc Vũ cũng không làm bộ, ngạo nghễ nói, nếu ta làm gia chủ, cam đoan có thể khiến cho Hồ gia nâng cao một bước trở thành gia tộc lớn nhất toàn bộ Nam Cương, không, là gia tộc lớn nhất cả nước. Hồ lão thái thái nhìn Hạ Thiên, Hạ thần y, ngươi cảm thấy thế nào?
Hạ Thiên vẫn trả lời câu đó, liên quan đếch gì đến ta? Hạ Thiên đích thật không có hứng thú với chuyện này. Hắn ngay cả chức vụ tiên đế tiểu tiên giới còn chẳng quan tâm, như thế nào lại muốn đảm đương chức gia chủ Hồ gia? Nếu Hạ Thần Y cũng không có ý kiến, chuyện này cứ định trước như vậy. Hồ Lão Thái Thái cũng không muốn kéo dài. Dù sao trước đêm nay cũng phải xác định ra một gia chủ mới, gia chủ nhiệm kỳ này do Hồ Mộc Vũ Bắc Đường đảm nhiệm. Hồ Mộc Vũ mừng rỡ không thôi, người của Bắc Đường cũng như thế. Biệt khuất nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có ngày nổi danh. Đa tạ tổ nãi nãi đã coi trọng, Hồ Mộc Vũ lập tức thể hiện quyết tâm, người cứ yên tâm, Hồ gia dưới sự lãnh đạo của ta, tuyệt đối có thể sáng tạo huy hoàng, cổ tộc cũng sẽ không còn giới hạn ở Nam Cương nữa, mà sẽ dẫn đầu cả nước, thậm chí trở thành gia tộc đứng đầu thế giới. Mấy lời khoác lác thiếu dinh dưỡng như thế, Hồ Lão Thái Thái đương nhiên nghe đủ. Bà lập tức khoát tay, bình thản nói, tất cả công việc, ta sẽ bảo Hóa Vũ bàn giao lại cho ngươi. Các ngươi lui xuống đi. Hồ Mộc Vũ kiêu ngạo đưa mắt nhìn Hồ Hóa Vũ, ngươi không phải nói gia chủ là Hạ Thiên sao? Làm sao, bây giờ mất mặt rồi chứ, người thắng chính là ta. Ngươi có thể chống đỡ được hay không còn phải chờ đến ngày mai. Hồ Hóa Vũ khẽ cười, cũng không tiếp chiêu, ngược lại còn rất lịch sự, anh họ, không, gia chủ, xin mời đi theo ta. Bây giờ ta sẽ bàn giao lại công việc. Ngươi cũng biết thức thời đấy. Hồ Mộc Vũ hơi ngẩng đầu. Khi đi ngang qua Hạ Thiên, hắn ta thấp giọng nói, gia chủ Hồ gia là ta, kẻ khác họ như ngươi có muốn nghĩ cũng đừng nghĩ. Bây giờ đừng nghĩ, về sau cũng đừng nghĩ. Hạ Thiên hoàn toàn không thèm để ý, mí mắt cũng chẳng nhấc. Hồ Lão Thái Thái đuổi những người khác đi, chỉ để lại Hạ Thiên và Y Tiểu Âm. Ta mời hai vị ở lại thật ra là có món đồ muốn giao lại cho hai vị, thuận tiện mời Hạ Thần Y và Y Tiểu Thư giúp lão thân một vấn đề nhỏ. Hồ Lão Thái Thái do dự vài giây, quyết định đi thẳng vào vấn đề, điều này liên quan đến tồn vong hưng suy của cổ tộc, nhưng bây giờ trong cổ tộc không còn ai có thể sử dụng nó. Chúng ta giữ nó chung quy cũng là lãng phí, chỉ bằng tìm người hữu duyên, cũng xem như ta làm chuyện cuối cùng cho cổ tộc. Không biết bà muốn nói thứ đồ gì? Y Tiểu Âm lên tiếng, đồng thời còn muốn chúng ta giúp chuyện gì? Hồ Lão Thái Thái đưa mắt nhìn Vạn Quy Nhân. Người sau lập tức lấy ra một cái bao lớn chừng bàn tay, đưa cho Y Tiểu Âm và Hạ Thiên, chính là thứ này. Cái này, Y Tiểu Âm tiếp nhận, mở cái bao ra, phát hiện bên trong là một cái hộp vàng đen xen lẫn, đường vân bên trên cực kỳ cổ xưa và phức tạp, nhìn không giống đồ trên trái đất, đây là. Đây chính là nguyên cổ bí hộp, hơn nữa còn là thật. Hồ Lão Thái Thái gật đầu, thành thật nói, thứ bị trộm bên ngoài sau đó được mua về là giả. Cái giả đang nằm trong tay cổ thần bà ở Nguyệt Phương Nguyên, cổ trùng thánh tổ cũng nằm trong hộp. Y Tiểu Âm kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra thế? Chẳng lẽ các người và nhị sư nương bà của ta trở mặt rồi? Hạ Thiên cười hỏi, nhị sư nương của ngươi, à, người đích thật có thể gọi như vậy. Hồ Lão Thái Thái hơi sửng sốt, lập tức nhớ đến Hạ Thiên nói nhị sư nương chính là cổ thần bà, không khỏi bật cười, trở mặt thì không phải. Nhưng cổ tộc và cổ thần giáo do cổ thần bà lãnh đạo không phải cùng một chuyện. Cổ thần bà, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải người mà là một loại cổ linh. Cho nên, tuổi thọ của bà ấy động cái là mấy trăm tuổi, nhưng cũng không phải trường sinh bất tử, sống ngắn nhất cũng có 200-300 năm. Cổ tộc lại là người, chẳng qua vạn năm trước được cổ tổ thánh trùng hiệu triệu, giao dịch với nó, dùng cơ thể nuôi trùng, đồng thời thu hoạch được năng lực của cổ trùng. Y Tiểu Âm nghe xong, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, cổ tộc các người và cổ linh, còn có cổ trùng có quan hệ như thế nào? Quan hệ tương hỗ, đồng thời còn là quan hệ đề phòng. Hồ Lão Thái Thái chậm rãi giải thích, cổ trùng là sinh vật nghe nói tiên giới mới có, là một loại thần thông thiên nhiên, chỉ là sau khi nó theo tiên nữ giáng xuống nhân gian, không cách nào thích ứng với khí hậu nhân gian, cho nên phải bám vào cơ thể con người mới có thể sinh tồn. Nhưng cổ tổ thánh trùng lại sợ đời sau của mình bị nhân loại đồng hóa, cho nên đã sinh ra cổ linh chế ước nhân loại. Nhưng nếu cổ linh quá mạnh, giết chết toàn nhân loại, cổ trùng sẽ không có biện pháp sinh tồn, cho nên cổ tổ thánh trùng đã phát một hạn chế cho cổ linh, chính là linh lực của người đó chỉ có thể bắt nguồn từ cổ trùng. Người đó muốn mạnh lên, nhất định phải cam đoan có đầy đủ nhân loại, cung cấp cổ trùng bồi dưỡng cho mình. Nhưng nếu bồi dưỡng quá nhiều cổ trùng,
không gian sinh tồn của con người sẽ thu nhỏ. Y Tiểu Âm không khỏi ngẩn cả người, nhưng nàng đại khái cũng hiểu được vì sao cổ tộc rõ ràng rất mạnh nhưng lại luôn an phận một góc ở Nam Cương. Vì tầng quan hệ chế ước này, ba bên chung sức hợp tác, tạo ra nguyên cổ bí hộp. Hồ Lão Thái Thái nhấp một ngụm trà, sau đó tiếp tục giảng giải bí mật cổ tộc cho Hạ Thiên và Y Tiểu Âm nghe. Bí hộp là do cổ linh cung cấp phương pháp luyện chế, do thợ thủ công con người chế tạo, cuối cùng dùng để an trí cổ tổ thánh trùng yên giấc. Sức mạnh ba bên muốn di chuyển đều phải tiến hành qua cái hộp này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 155.